vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 48. Loại nơi tàm tối không ánh mặt trời này, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài cơ duyên, đa số bọn họ đều được lợi không nhỏ, đạt được không ít, nhưng nếu như đời này đều không thể đi ra ngoài, tất cả sẽ không có ý nghĩa gì. Trạm Đông Xôn nhìn con ốc biển nhỏ trong tay. Một lúc lâu sau, thở dài một hơi, nói thật, hiện tại ta cũng không biết bên ngoài là tình huống gì, nhưng mà hơn một tháng trước, Trạm Hòe thông qua ốc biển nhỏ truyền tin tới, Chiến Long Đảo gặp phải thế lực thiên ngoại thiên tập kích. Sau đó, không còn bất kỳ liên lạc nào nữa. Trạm Hòe, sư đệ của Trạm Đông Sơn, tông sư cấp bậc đỉnh phong. Bốn tông cường giả ai nấy đều ngồi không yên, nhao nhao đứng lên. Tin tức quan trọng như vậy, ngươi lại vẫn giấu giếm. Ngươi có ý định gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi không thể rời khỏi đây. Chúng ta không có cách nào rời khỏi, nhưng thiên ngoại thiên đã ra ngoài, giới võ giả, ai có thể ngăn cản được thế lực thiên ngoại thiên trùng kích, bốn tông cường giả, tồn tại đỉnh phong giới võ giả. Nhưng giờ khắc này, vẻ mặt của bọn họ, đều đồng thời toát ra hoang mang, rừng rậm sương mù dày đặc tối tăm không ánh mặt trời. Sau khi bốn tông cường giả phát tiết phẫn nộ trong lòng, cả đám đều trầm mặc. Giờ này khắc này bọn họ đều nhận rõ một sự thật, trong nội tâm bọn họ vẫn luôn giữ lại hy vọng rời khỏi cấm địa, tan vỡ. Hôm nay không phải bọn họ vừa mới tiến vào cấm địa, bọn họ bị nhốt nơi này đã một thời gian rất dài, các loại cách đều đã thử qua, đều không có cách nào đi ra khỏi cấm địa. Cấm địa thiên ngoại thiên, so với trong tưởng tượng của bọn họ càng thêm đáng sợ. Không có cách nào ra ngoài. Điều này có nghĩa là gì, tất cả mọi người biết. Con người Nam Cung Quân mở ra, nhìn đêm tối vô tận, tiêu sái nở nụ cười, trước khi mỗi người chúng ta tiến vào, không phải đều có chuẩn bị tâm lý này sao? Bây giờ chẳng qua là gặp phải tình huống xấu nhất mà thôi, ta không tin, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Đôi mắt Nam Cung Quân toát ra kiên định, cô tin chắc, nhất định có thể ra khỏi vùng cấm địa. Trong thiên hạ không có trận pháp kín không kẽ hở. Càng không có trận pháp vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Thiên Tiêu tôn giả, mạch chủ Phù Mạch Cửu Huyền môn sư huynh Thiên Bảo đạo sĩ nói, bản tôn vừa mới nhàn rỗi nhàm chán, tính cho mình một quẻ, quẻ tượng đại cát. Không ai để lời của Thiên Tiêu tôn giả ở trong lòng. Dưới loại tình huống này, còn đại cát cái gì? Ninh lão tiên đều liếc mắt về phía Thiên Tiêu tôn giả. Nói như vậy, hiện tại ốc biển nhỏ này, có lẽ đã căn bản không còn bất kỳ tác dụng gì. Một bên Đại sư Đạt Ma Sơn chậm rãi mở miệng nói, lực lượng của thiên ngoại thiên phủ xuống Chiến Long Đảo, có thể tưởng tượng được, vận mệnh Chiến Long Đảo, hiện giờ ốc biển nhỏ có thể đã rơi vào trong tay thiên ngoại thiên. Trạm Đông Xôn nhìn thoáng qua ốc biển nhỏ trong tay, có loại cảm giác án không ngon, bỏ đi thì tiếc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu Trạm Hòe không sao, nhất định sẽ thông qua ốc biển nhỏ liên lạc với hắn, nhưng mấy ngày nay trôi qua, Trạm Đông Xôn chờ không được bất kỳ tin tức gì. Trong lòng hắn đã sớm lựa chọn từ bỏ suy nghĩ ốc biển nhỏ liên lạc với bên ngoài. Đã vô dụng, trong lòng Trạm Đông Sơn nghẹn một cỗ kinh lực, ở trong rừng rậm tối tăm không có mặt trời này không có cách nào phát tiết, lúc này tay cầm ốc biển nhỏ, đang muốn dùng sức bóp nát nó. Đợi một chút, xa xa, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Trạm Đông Sơn, ốc biển nhỏ cho dù rơi vào trong tay thiên ngoại thiên, bọn họ cũng muốn có được một người khác trong tay chúng ta. Nếu ngươi nhất thời phá hư nó, sẽ chỉ hủy hoại hoàn toàn hy vọng cuối cùng của chúng ta. Trạm Đông Sơn hít sâu một hơi. Nếu như ngươi cảm thấy ốc biển nhỏ này cản đường, để ta giữ đi. Nam Cung Quân tiếp tục nói, ta thử cân nhắc, có lẽ còn có thể có cái chuyển biến khác. À, ngươi cảm thấy trình độ trận pháp của Chiến Long Đảo, so ra kém Cửu Huyền môn các ngươi. Trạm Đông Sơn cười lạnh cự tuyệt, hay là ngươi cảm thấy sẽ có đệ tử Cửu Huyền môn thông qua ốc biển nhỏ liên lạc với các ngươi. Nam Cung Quân nhìn Trạm Đông Sơn một cái, không nói gì nữa, đối phương không đáp ứng, cô cũng hết cách. Mỗi người chúng ta tự nghĩ cách đi, bốn tông cường giả đều trầm mặc xuống, lặng lẽ suy nghĩ về biện pháp đối phó. Mỗi người đều duy trì một khoảng cách nhất định, có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng dưới sự che giấu tận lực, đều không nghe rõ đối phương nói chuyện. Cửu Huyền môn, ta vừa mới nói là thật. Thiên Tiêu tôn giả nghiêm túc nói, ta quả thật tính một quẻ, nhưng, không phải tự mình tính cho ta, tính quẻ cho mình cái giá quá lớn, ta tính cho Ninh lão tiên một quẻ. Người đây là có ý gì? Ninh lão tiên giận dữ chừng mắt nhìn Thiên Tiêu tôn giả, một câu đơn giản, tính vũ nhục cực mạnh. Thực lực cảnh giới võ giả càng cao, độ khó của quẻ bói toán cũng càng cao, loại võ giả cấp bậc như bọn họ, trong thiên hạ,
cũng chỉ có Thiên Tiêu Tôn giả có thế vì bọn họ tính một quẻ, Thiên Tiêu Tôn giả lựa chọn Ninh Lão Tiên, điều đỏ đại diện cho, vì Ninh Lão Tiên tính quẻ, hắn bị cắn lại thấp nhất. Thiên Tiêu Tôn giả cười hắc hắc, người đừng nóng vội, quẻ tượng đại cát, chứng tỏ tỷ lệ chúng ta ra ngoài rất lớn, tuy rằng ta không biết co, hội chuyển đổi cụ thể là cái gì, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta phải theo dõi Chiến Long Đảo, ốc biển nhỏ là bọn họ tìm được, thiên ngoại thiên bọn họ cũng quen thuộc nhất, chuyển biến khả năng sẽ ở trên người bọn họ. Cũng không biết Trần Trần hiện tại như thế nào. Nam Cung Quân bỗng nhiên nói một câu, mấy người đều giật mình. Một lúc lâu sau, Ninh Lão Tiên cười cười, yên tâm đi, với cảnh giới hiện tại của tiểu tử thúi, cho dù giới võ giả phát sinh biến cố, cũng không tới phiên nó gánh. Trước khi chúng ta đi ra, phong tỏa Cửu Huyền Môn, không phải cũng là vì bảo tồn lực lượng của Cửu Huyền Môn, nếu chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện, Cửu Huyền Môn cũng có thể che chở nó trưởng thành. Tuy nói như vậy, khi Nam Cung Quân nhắc tới Sở Trần, 9 người đều lo lắng. Bọn họ rất rõ tính cách của Sở Trần, nếu như biết bọn họ ở vùng biển gặp chuyện không may, Sở Trần có thể liều lĩnh ra biển. Không sao, bên cạnh Sở Trần, không phải không có người. Thiên Tiêu Tôn giả bỗng nhiên mở miệng, các ngươi đã quên, cha của Sở Trần, cũng là nhân vật vô cùng khó lường. Tinh thần đám người Nam Cung Quân theo bản năng chấn động. Ta thiếu chút nữa không nhớ tới, cảnh tượng nám đó Sở Hạo Trúc đưa Trần Trần vào Cửu Huyền Môn. Thiên phú của Trần Trần hoàn toàn được thừa hưởng từ cha mình. Biến cố vùng biển, thực lực như sỏ, Trần còn muốn ra biển mà nói, nhất định sẽ bị sỏ, Hạo Trúc ngăn trở. Mấy người đồng thời thò, phào nhẹ nhõm. Ở, phía bên kia, Đạt Ma Sơn. Cường giả khí tức cảnh Đạt Ma Sơn tổng cộng có 6 người, trong đó dẫn đầu là Huyền Linh Đại Sư, giờ phút này song trưởng khép lại, khoanh chân ngồi yên, cảm nhận được mấy vị tăng nhân còn lại bất an nổn nóng. Huyền Linh Đại Sư thản nhiên mở miệng, yên tâm chó, nóng vội, nhân quả Chiến Long Đảo gieo, bọn họ đương nhiên sẽ đi giải quyết, từ giờ trở đi, chỉ cần tứ tông cường giả không tách ra, nhất định sẽ có cơ hội rời đi. Phái bắt đầu, Mộ Dung Thần Hồng trầm mặt, trước mặt hắn có 6 người. Bảy đại cường giả khí tức phái bắt đầu. Chiến Long Đảo bị chiếm lĩnh, lực lượng thiên ngoại thiên rất có khả năng lan tràn về phía đất liền, giới võ giả phải đối mặt với thảm họa. Một người cảm thán, chúng ta thực sự không nên vào, hoặc là nói, không nên vào toàn bộ. Ai có thể nghĩ tới tình huống như vậy? Chiến Long Đảo, số lượng khí tức cảnh của Chiến Long Đảo là nhiều nhất trong 4 tông, tổng cộng 12 người, giờ phút này khoanh chân ngồi chung một chỗ. Âm thanh hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Trạm Đông Sơn. Ánh mắt của ba tông vẫn luôn tập trung vào chúng ta. Trạm Đông Sơn chậm rãi mở miệng, nếu chúng ta muốn rời khỏi rừng rậm sương mù, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng, nhưng mà, có bọn họ nhìn chằm chằm, chúng ta không có cách nào. Cho nên, muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, điều kiện tiên quyết đầu tiên, chính là nghĩ cách, vứt bỏ gánh nặng ba tông. Thanh âm của Trạm Đông Sơn trầm thấp, vừa rồi tôi muốn dùng thủ pháp che mắt, hủy diệt ốc biển nhỏ, sau đó đưa ra mỗi người một ngả, mỗi người nghĩ cách riêng rời khỏi nơi này, đáng tiếc, bị Nam Cung Quân phá hư. Chẳng lẽ là bị nữ nhân kia nhìn ra cái gì? Một bên, cô gái váy dài màu lam đậm, Trạm Tư Lâm, khẽ nhíu mày, không có lý do gì, bí mật của ốc biển nhỏ, cho dù là Chiến Long Đảo, cũng chỉ có 12 người chúng ta biết, những người khác, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chỉ cần bỏ qua ba tông, tìm được cung điện hạch tâm cắm địa, ốc biển nhỏ chính là chìa khóa mở cung điện, đồng thời, cũng là mở ra chìa khóa rời khỏi tòa rừng rậm này. Ba tông sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rời đi, chúng ta phải cẩn thận, hơn nữa chỉ có một cơ hội, một khi bị tam tông nhận thấy ý đồ của chúng ta lại muốn rời đi, sẽ càng thêm khó khăn. Dưới rừng rậm tối tám không ánh mặt trời, cường giả 4 tông mỗi người đều có tính toán riêng. Đồng thời, vùng biển mênh mông, một chiếc thuyền lớn đang phá sóng đi về phía trước. Lại một ngày mặt trời mọc, Sở Trần nhịn không được cảm thán, người sinh trưởng ở vùng biển, chỉ sợ đời này đều không cảm nhận được niềm vui ngắm mặt trời mọc, bởi vì bọn họ từ nhỏ đến lớn, quen thuộc. Vẻ đẹp mặt trời mọc như vậy, đối với những người mới ra khỏi vùng biển mà nói, đẹp đến rung động. Cho dù là Liễu Như Nhạn khí tức cảnh, cũng không cách nào ngoại lệ đắm chìm trong đỏ. Từ phương hướng bản đồ, Chiến Long Đảo hẳn là đi về phía trước mới đúng. Sau một lần đi thuyền xảy ra lệch đường, Sở Trần tìm Trạm Mục Tư. Bây giờ Trạm Mục Tư đối với Sở Trần đã không còn sợ hãi, chỉ có cảm kích cùng sùng bái. Từ lúc Sở Trần đáp ứng thỉnh cầu của hắn, từ giây phút đi tới Chiến Long Đảo,
Trạm Mục Tư đã âm thầm hạ quyết tâm, hắn đối với Sở Trần, sẽ không giữ lại chút nào. Chiến Long đảo đã rơi vào trong sự khống chế của Thiên Ngoại Thiên, nếu chúng ta tùy tiện lên đảo, xác suất bị phát hiện sẽ rất lớn. Trạm Mục Tư mở miệng giải thích, tôi biết có một con đường tiến vào đảo, cho dù là ở bên trong Chiến Long đảo, cũng chỉ là một số người biết, từ tuyến đường này có thể vòng qua khu dân cư của Chiến Long đảo, từ một đoạn vách đá vào đảo. Chiến Long đảo lớn cỡ nào? Một bên, Chu Đại Tráng hỏi. Trạm Mục Tư trầm ngâm một hồi, diện tích Chiến Long đảo, đại khái bằng 1/2 diện tích Thiền Thành. Sở Trần có chút bất ngờ. Trong ấn tượng vốn có của anh, hòn đảo, chính là quan sát từ trên xuống dưới, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn bộ đường nét của đảo. Nếu như Chiến Long đảo có 1/2 diện tích Thiền Thành mà nói, vậy quả thực có thể nói là một thành thị trên biển. Nhưng, Sở Trần nghĩ, phân bố thế lực võ giả vùng biển, không phải tương đương với một đám thành thị trên biển. Vùng biển, có quy luật sinh tồn của vùng biển. Sở Trần không hỏi thêm nữa, ngồi xuống lấy ra ốc biến nhỏ. Từ khi ra biển tới nay, tất cả trọng tâm của Sở Trần đều rơi vào trên người ốc biển nhỏ, mỗi ngày đều dùng rất nhiều thời gian nghiên cứu ốc biển nhỏ, hy vọng có thể một ngày có thể tìm ra bí mật của ốc biển nhỏ. Khí tức của Sở Trần hoàn toàn bao phủ trên người ốc biển nhỏ. Rất lâu, một trận hương hoa ập đến. Có đôi khi Sở Trần thật sự hoài nghi Liễu Tỷ Tỷ là hoa tiên tử chuyến thế, thân thế cô quá thơm, mang theo mùi thơm riêng. Con tàu đã cập bến. Liễu Như Nhạn mở miệng. Hai người sóng vai bước ra khỏi khoang tàu. Sở Trần ngẩng đầu nhìn lại, vị trí thuyền lớn cập bờ, ở giữa hai tảng đá ngầm khổng lồ, trên đá ngầm, thực vật mọc treo leo trên vách đá, còn có một dòng sông, xuyên qua đá ngầm, chảy vào trong đảo. Chúng ta phải trèo lên trên. Chu Đại Tráng hỏi, không cần thiết, Trạm Mục Tư vội vàng nói, theo dòng sông này, có thể tiến vào bên trong Chiến Long đảo, tôi dẫn đường. Trạm Mục Tư đã khẩn cấp, người đầu tiên vọt tới, thân thể nhảy qua đá ngầm. Liễu Tỷ Tỷ, đi thôi. Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn sóng vai mà đi, hai người vút qua. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc ai mới là xu, thúc của Sở Trần. Phi, tiểu tử trọng sắc khinh thúc, Chu Đại Tráng hừ đuổi theo. Nước biển thoạt nhìn là đang chảy xiết giữa các bãi đá ngầm, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện, ẩn dưới thảm thực vật, có một cái động cao hơn 2 mét, hai bên cửa động có một con đường nhỏ quanh co kéo dài về phía trước. Trạm Mục Tư bước chân vội vàng đi về phía trước, bỗng nhiên, Sở Trần táng tốc độ, đột nhiên vỗ vai Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư cảm giác bả vai trầm xuống, thân ảnh cứng rắn dừng lại, bên tai truyền đến thanh âm của Sở Trần, phía trước có người. Đồng tử Trạm Mục Tư hơi co rụt lại, thốt ra, ở đâu? Sở Trần ý bảo Trạm Mục Tư dựa vào phía sau, người đi theo phía sau ta. Sắc mặt Trạm Mục Tư tái nhợt, nếu ngay cả con đường ngầm này cũng bị người của Thiên Ngoại Thiên biết, như vậy, nghênh đón bọn họ, rất có thể sẽ là thiên la địa võng. Sở Trần, Trạm Mục Tư hạ thấp thanh âm, nếu như đợi lát nữa thật sự gặp nguy hiểm, các người có thể không cần để ý tới an toàn của tôi, tự mình đi trước. Sở Trần hơi giật mình, nhìn Trạm Mục Tư, một đường này đi tới, hành trình của Trạm Mục Tư tựa hồ xuất hiện chuyển biến thật lớn. Ta biết, Sở Trần mỉm cười trả lời. Lòng bàn tay Trạm Mục Tư nhất thời toát mồ hôi, mấy đạo thân ảnh im hơi lặng tiếng đi về phía trước. Cửa động bên trong vách núi, gần trung tâm, rộng mở, có một nơi tương đối trống trải, nước biến ở chỗ này tạo thành một cái xoáy lớn, sau đó chảy ra bốn phía, hai bên xoáy lớn cao hơn, có một cô gái hai bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt của cô rất to, dùng sức mò ra, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thấu đêm tối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mẹ, con muốn thắp đèn. Thanh âm giòn tan, rất dễ nghe, cô bé tóc đuôi ngựa 6-7 tuổi. Bên cạnh cô bé, người phụ nữ dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt cô đơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, Tiên Tiên, ngoan, bật đèn, sẽ để cho kẻ xấu phát hiện chúng ta. Cô bé hai bím tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn ngồi ở một bên, qua vài phút, mới thấp giọng trả lời một câu, thế nhưng, mắt Tiên Tiên, đã lâu không nhìn thấy ánh sáng. Trong mắt người phụ nữ rơi xuống hai hàng lệ, vội vàng ôm cô bé hai bím tóc đuôi ngựa vào trong ngực. Cô đột nhiên nghĩ về một vấn đề khủng khiếp, đôi mắt của đứa trẻ đã không nhìn thấy ánh sáng trong một thời gian dài, sẽ không bị hỏng chứ. Thế nhưng, tình huống bên ngoài hiện tại, cô không thể đi ra ngoài a. Lúc kiếp nạn Chiến Long đảo đến, cô vừa vặn dẫn theo Tiên Tiên ở gần nơi này chơi đùa,
trước tiên ôm Tiên Tiên trốn vào sơn động dưới đáy vách núi này. Sơn động này là một trong những nơi trú ẩn của Chiến Long Đảo. Ngày thường tuy rằng không có nguy hiểm gì, nhưng Chiến Long Đảo nhiều đời đã quen thiết lập nơi ẩn náu, hơn nữa còn cất thức ăn vào bên trong. Cậu có thể tìm thấy thức ăn, trốn trong hang động trong hơn một tháng với Tiên Tiên. Nhưng một tháng này, cô không dám tùy tiện đi lại trong sơn động, sợ có một chút động tĩnh sẽ bị kẻ địch phát hiện. Cô không phải là không muốn bật đèn, chỉ là, nơi này, căn bản không có đèn. Thấy người phụ nữ khóc, cô bé cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Chị dâu, Tiên Tiên, một đạo thanh âm đột nhiên mang theo run rẩy vang lên. Người phụ nữ theo bản năng kinh hô, ôm chặt lấy Tiên Tiên. Chị dâu, đừng sợ, là em, Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư vội vàng mở miệng, ngươi đừng tới đây, người phụ nữ hô to, thần sắc cảnh giác, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải đi theo địch rồi phải không? Bước chân Trạm Mục Tư đột nhiên dừng lại, Sở Trần nhìn thoáng qua Trạm Mục Tư, xem ra, Trạm Mục Tư người này, ở trong mắt người nhà đánh giá cũng không tốt lắm. Chị dâu, em vừa từ bên ngoài trở về, ánh mắt Trạm Mục Tư nhìn về phía Tiên Tiên, thị lực võ giả hơn xa người bình thường. Hắn có thể nhìn thấy vị trí của Tiên Tiên, Tiên Tiên, con đừng sợ, chú đã trở về rồi. Cô bé Tiên Tiên, a hát, cô bé Tiên Tiên cố ý tỏ vẻ không quen biết với hắn một tiếng âu khiến Liễu Như Nhạn phía sau Trạm Mục Tư không khỏi phì cười ra tiếng, người chú này, xem ra bình thường cũng không có gì đặc biệt. Người phụ nữ càng thêm cảnh giác ôm lấy Tiên Tiên, đồng thời giận dữ mắng Trạm Mục Tư, cậu không nên làm thương tổn trẻ con. Trạm Mục Tư sững sờ. Hắn vừa rồi nghe thấy đối thoại giữa chị dâu cùng cháu gái, vốn tưởng rằng hắn xuất hiện sẽ khiến hai người mừng rỡ như điên, nhưng không nghĩ tới, chị dâu trước tiên lại hoài nghi hắn là đi theo địch. Khuôn mặt Trạm Mục Tư đắng chát, Sở Trần cũng liếc hắn. Hai mẹ con dưới tình huống như vậy phản ứng đầu tiên nhìn thấy hắn là cảnh giác, điều này chứng tỏ, Trạm Mục Tư ngày thường có bao nhiêu hèn mọn. Một lúc lâu sau, Trạm Mục Tư hít sâu một hơi, nhìn người phụ nữ, gằn từng chữ nói, chị dâu, em biết. Trước kia là em quá không hiểu chuyện, làm bậy, nhưng mà, em hiện tại có thể bảo đảm, em tới cứu hai người, bọn họ là cường giả đến từ Cửu Huyền Môn, em vừa từ đất liền trở về, chị đã quên sao? Trước khi Chiến Long Đảo xảy ra chuyện, tôi đã bị phái ra ngoài, tôi làm sao có thể đi theo địch đây? Cô gái nhìn phương hướng Trạm Mục Tư nói chuyện, cô không thấy rõ bóng người, một lát sau, cô gái thở dài một hơi, nếu cậu ở bên ngoài, tại sao phải chạy về? Em quay về cứu hai người, Trạm Mục Tư thốt ra, người phụ nữ im lặng, giọng nói của cô bé, chú, sau này chú đừng lừa gạt người khác nữa. Trạm Mục Tư, hắn thực sự quay trở lại để cứu các người. Lúc này, Sở Trần đi ra, chủ động mở miệng, tôi là Sở Trần, đến từ Cửu Huyền Môn, đoạn thời gian trước 9 vị võ giả Cửu Huyền Môn đi tới Chiến Long Đảo, là sư phụ của tôi. Nghe vậy, người phụ nữ theo bản năng ngẩng đầu, giật mình. Cửu Huyền Môn. Đệ tử của 9 đại cường giả khí tức cảnh. Hắn xác thực nghe qua, mạch chủ cửu mạch Cửu Huyền Môn thu nhận cùng một đồ đệ. Chị dâu, Sở Thiếu Hiệp là cường giả khí tức cảnh. Trạm Mục Tư ở một bên mở miệng, người phụ nữ đột nhiên đứng lên. Khí tức cảnh, người phụ nữ tựa như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thần sắc kích động vô cùng. Sở Thiếu Hiệp, tôi tên là Nghiêm Phương Lệ, cầu xin anh, đưa Tiên Tiên ra ngoài, rời khỏi Chiến Long Đảo. Cô bé Tiên Tiên nắm chặt tay mẹ mình, yên tâm đi, nếu chúng tôi đã tới, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sở Trần đi qua, ngồi xổm xuống, cô bé, cháu tên gì là gì? Tiên Tiên, Sở Trần mỉm cười sờ sờ đầu cô bé, Tiên Tiên thật ngoan, chú trước tiên phải dùng vải đen che mắt cháu, sau đó lại dẫn cháu đi ra ngoài nha, cháu quá lâu không thấy ánh mặt trời, cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài, sẽ làm tổn thương đến mắt. Cô bé Tiên Tiên mở to đôi mắt, chú. Bên ngoài không phải có người xấu sao? Tiên Tiên đừng sợ, có chú ở đây. Trạm Mục Tư ở một bên vội vàng mở miệng, hắn nhìn Tiên Tiên rất đau lòng. Cô bé Tiên Tiên không trả lời. Sở Trần mỉm cười, chú Sở rất lợi hại, có thể đánh bại người xấu. Cô bé Tiên Tiên vui mừng, vâng. Liễu Như Nhạn không khỏi nở nụ cười, thật không nghĩ tới Sở Trần tên này, còn rất có duyên với trẻ con. Tiếp theo. Sở Trần dùng một miếng vải đen nhẹ nhàng che đi đôi mắt của cô bé Tiên Tiên. Liễu Như Nhạn cũng đi qua, dùng vải đen che mắt Nghiêm Phương Lệ, hơn nữa còn đỡ cô dậy, ẩn thân trong sơn động hơn một tháng, tuy rằng có thức án, nhưng tố chất thân thể rõ ràng giảm xuống. Sở Trần cũng ôm cô bé Tiên Tiên lên. Chị dâu,
tình huống bên ngoài hiện tại thế nào? Trạm mục tư, anh trai em bọn họ. Nghiêm Phương Lệ trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng nói, thiên ngoại thiên xâm lấn rất đột ngột, đại trận bảo vệ chiến long đảo kiên chỉ không đến một hơi thở đã bị phá, tôi lúc ấy vừa lúc dẫn theo tiên tiên ở gần nơi này chơi, quyết định nhanh chóng dẫn nó vào nơi này. Nghiêm Phương Lệ ngũ, khí dừng một chút, ngay từ đầu, tôi còn có thể nghe thấy một vài thanh âm đánh nhau, dần dần, thanh âm đánh nhau liền không còn. Trạm mục tư trong lòng tối sầm, trước khi vào đảo, trong lòng đã sớm có dự liệu, nhưng khi thật sự nghe được tin tức này, trạm mục tư vẫn có loại cảm giác sắp thở không nổi. 3. Trạm mục tư bỗng nhiên cho mình một cái tát vang dội. Hắn không nói thêm nửa câu nào nữa. Con đường hang tối tăm, mấy người đi lại, tiên tiên bỗng nhiên mở miệng, chú, cố lên. Trong lòng trạm mục tư chấn động một chút, hắn cảm thấy rằng những lời này của tiên tiên là dành cho hắn. Trạm mục tư cảm giác được một cỗ ấm áp chưa từng có. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác người thân này. Giờ phút này, hắn cảm nhận được, trạm mục tư hít sâu một hơi. Cho dù liều mạng, hắn cũng phải bảo vệ mẹ con tiên tiên. Bên tai thanh âm nước chảy không ngừng, xa xa đã xuất hiện ánh sáng mơ hồ. Bên ngoài là nơi nào? Sở Trần hỏi, là một khu rừng gần vách đá, bởi vì quanh năm nọ, đủ loại hoa, được gọi là rừng vạn hoa, tiên tiên thích đến rừng vạn hoa hái hoa. Ngày xảy ra sự việc, vì vậy mà tránh được một kiếp nạn. Một đoàn người đi ra cửa sơn động bí ẩn, phóng mắt nhìn lại, xung quanh đều là hoa nở rộ. Thật đẹp, nhìn thấy các loại hoa nở trong nháy mắt, Liễu Như Nhạn cảm giác cả người đều vô cùng thoải mái, cô trời sinh yêu hoa. Rừng vạn hoa cũng không có dấu vết đánh nhau. Trạm mục tư đi được một đoạn, mỏ, miệng nói, cách rừng vạn hoa gần nhất, chính là Thiên Long Trang, bình thường sẽ có người của trạm gia chúng tôi ở nơi đó. Chúng ta không bằng đi tới đó xem một chút đi. Ánh mắt trạm mục tư nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần gật đầu, không thành vấn đề. Trên đường đến Thiên Long Trang, Sở Trần cũng tìm hiểu đại khái về Chiến Long Đảo. Trước khi xảy ra chuyện, Chiến Long Đảo có tổng cộng 5 dòng họ lớn, trong đó họ Trạm đứng đầu, đảo chủ Chiến Long Đảo, chính là cường giả đệ nhất Chiến Long Đảo, Trạm Đông Sơn. Địa vực Chiến Long Đảo cũng tổng thể chia làm 5 chỗ. Khu vực bọn họ hiện tại, chính là khu vực lớn nhất Chiến Long Đảo, lãnh địa Trạm Thị. Thiên Long Trang, tương đương với một sơn trang nghỉ dưỡng của Trạm Thị, cách người tộc Trạm Thị tụ họp còn có 20-30 km. Thiên Long Trang cách nơi này khoảng 5 km. Trạm mục tư vừa đi vừa nói, đột nhiên hỏi, chị dâu, lúc ấy cũng chỉ có chị và tiên tiên đến Thiên Long Trang sao? Còn có bà nội Lục Chỉ. Tiên tiên mở miệng, đi về phía trước một hồi, Sở Trần bỗng nhiên nói, phía trước có người. Sắc mặt Nghiêm Phương Lệ đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Sở Trần. Sau khi đi ra, cô và tiên tiên đã dần dần thích ứng với ánh sáng, cởi bỏ tấm vải đen bịt mắt. Các người từ từ đi, ta cùng Thiên Bảo đi xem một chút đi. Chu Đại Tráng nói, hai người nhanh chóng dòi đi. Nghiêm Phương Lệ thần sắc lo lắng, thực lực của Thiên Ngoại Thiên rất mạnh. Tôi từng nghe nói, Thiên Ngoại Thiên am hiểu nhất chính là tiễn thuật của bọn họ rất thần kỳ cường đại. Hơn nữa, có thể trong một hơi thở phá được đại trận hộ đảo của Chiến Long Đảo, nhất định là cường giả khí tức cảnh. Hai vị sư thúc của tôi, cũng đều là khí tức cảnh. Sở Trần nói, thần sắc Nghiêm Phương Lệ chấn động, nội tình cửu huyền môn, so với trong tưởng tượng của mọi người cường đại hơn nhiều. Đồng thời, nội tâm Nghiêm Phương Lệ lại có thêm vài phần chờ mong. Cỏ bọn họ đến, Chiến Long Đảo, có lẽ còn có cơ hội đoạt lại quyền chủ động. Không bao lâu, Chu Đại Tráng trở về, thần sắc có chút âm trầm. Đại Tráng sư thúc, Sở Trần nhìn qua, vội vàng hỏi. Trên Thiên Long Trang quả thật có người, nhưng Chu Đại Tráng tức giận nói, đám xúc sinh kia, lại ở trong Thiên Long Trang lấy phụ nữ và trẻ em luyện tên. Nghe vậy, khuôn mặt Nghiêm Phương Lệ kinh hãi thất sắc, bà sáu ngón. Tiên Tiên cũng vội vàng mỏ, miệng chú, mau đi cứu bà sáu ngón. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Chu Đại Tráng. Chu Đại Tráng trầm giọng nói, lúc ta cùng Thiên Bảo chạy tới, vừa lúc lại có 8 đứa trẻ bị trói ở trên cây, mi tâm vẽ có ấn ký. Khuôn mặt Sở Trần lạnh lùng, dấu vết mi tâm, điều này có nghĩa là mũi tên của Thiên Ngoại Thiên, mục tiêu chính là mi tâm của các đứa trẻ. Bọn họ không phải luyện tên, mà là lấy sinh mệnh của đứa trẻ làm vui. Ta cùng Thiên Bảo đúng lúc ngăn cản, nhưng mà Thiên Long Trang, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Chu Đại Tráng nhìn về phía Nghiêm Phương Lệ, hắn cũng không biết bà sáu ngón trong miệng người phụ nữ còn sống hay không.
Nghiêm Phương Lệ trong lòng trầm thấp, bà sáu ngón, trời sinh tay trái sáu ngón tay, là bảo mẫu trong nhà Nghiêm Phương Lệ, sau khi Nghiêm Phương Lệ gia nhập Trạm gia, bà sáu ngón cũng đi theo, một đường chăm sóc, Tiên Tiên cũng là một tay bà sáu ngón nuôi lớn. Càng tiếp cận Thiên Long Trang, trong lòng càng trầm thấp. Tiên Tiên phảng phất cũng ý thức được cái gì đó, vẫn cúi đầu, trầm mặc trong vòng tay của Sở Trần. Đối với một đứa trẻ vô tư mà nói, cuộc gặp gỡ kéo dài hơn một tháng này, quả thực muốn lật đổ thế giới quan của cô bé, ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đạo cuộc sống của cô bé từ nay về sau. Nơi này cách Thiên Long Trang ước chừng còn 500 mét, lại cũng đã có thể cảm nhận được mùi máu tươi. Sở Trần thần sắc âm trầm, anh rốt cục hiểu được, vì sao đội ngũ chiến Long Đảo lại trực tiếp bị tàn sát hầu như không còn, đây chính là phong cách làm việc của Thiên Ngoại Thiên, thủ đoạn độc ác, hung tính dã man. Thiên Long Trang chẳng qua chỉ nằm ở một góc lĩnh vực của Trạm Thị, đều bị tàn sát như thế, chứ đừng nói là, nơi ỷ tụ tập của tộc dân Trạm Thị. Sở Trần vốn cho rằng, chiến Long Đảo cho dù bị Thiên Ngoại Thiên đánh chiếm, cũng chẳng qua là chủ nhân của đảo đổi người, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Sân luyện võ Thiên Long Trang, 8 đứa trẻ bị trói đã được giải cứu, độ tuổi trung bình của đứa trẻ trông không quá 6 tuổi, lúc này cơ hồ đều bật khóc, có người ngồi trên mặt đất. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Ánh mắt Sở Trần đảo qua, trên sân luyện võ, một đám người áo xanh xếp thành hàng, ngồi trên mặt đất, thần sắc mơ hồ mang theo vài phần bối rối, nhìn Thiên Bảo đạo sĩ, bọn họ đều thật không ngờ, trong chiến Long Đảo, dĩ nhiên còn cất giấu một vị cường giả như vậy. Võ giả cấp bậc tông sư chiến Long Đảo trỏ, lên, ngoại trừ người bị giết ra, không phải đều đã bị nhốt lại rồi sao? Còn lại, căn bản không cách nào nhấc lên bất kỳ biến cố nào. Nhưng mấy vị trước mắt này, các người là ai? Đây là, một người áo xanh trong đó lấy hết dũng khí, phấn thanh mở miệng, nếu như các người chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua chiến Long Đảo, ta khuyên các người lập tức rời đi, bởi vì chiến Long Đảo đã thuộc về lãnh địa Thiên Ngoại Thiên. Không sai, người không biết vô tội, các người hiện tại còn có thể rời đi, nếu không, các người đừng mơ tưởng lại rời khỏi chiến Long Đảo. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại, đám võ giả Thiên Ngoại Thiên này, không hề có giác ngộ thân là tù nhân. Lão tử chính là người của chiến Long Đảo. Thanh âm Trạm Mục Tư mang theo cuồng nộ, hai tròng mắt lóe ra hào quang đỏ như máu. Hắn đứng bên cạnh một đứa trẻ, đứa bé này thoạt nhìn lớn hơn những đứa trẻ khác, có bộ dáng 8-9 tuổi. Cậu bé vừa mới nói cho Trạm Mục Tư, bọn họ cùng với hơn 50 đứa trẻ dưới 10 tuổi từ các thôn gần được đưa đến Thiên Long Trang, cung cấp cho những người này luyện tiễn thuật, dùng mi tâm của trẻ con để rèn luyện tiễn thuật, nói là rèn luyện tâm cảnh. Mà 8 đứa trẻ này, là nhóm cuối cùng. Điều này có nghĩa là ít nhất 50 đứa trẻ đã chết dưới mũi tên của họ. Trạm Mục Tư nắm chặt dao trong tay, cả người khẽ run, hắn muốn xông lên, nhưng mà, những người áo xanh này, đều là võ đạo tổng sư, thực lực của hắn cán bản không có cách nào địch nổi. Thi thể của những đứa trẻ bị giết đâu? Sở Trần đi về phía đám người áo xanh này. Người áo xanh cầm đầu thản nhiên trả lời, bọn họ đều là con cái của biển. Đương nhiên là trở về biển cả rồi. Giết người, ném xác xuống biển, tội lỗi ghê tởm, mấu chốt vẫn là, người áo xanh còn bộ dạng cũng không quan tâm. Mặc dù Thiên Bảo đạo sĩ bắt được các ngươi, nhưng tư duy cố định nói cho bọn họ biết, đối phương tuyệt đối không dám giết võ giả Thiên Ngoại Thiên. Các ngươi còn có tư cách ngồi trên mặt đất sao? Sở Trần chậm rãi nhặt lên một mũi tên nhọn dưới chân, mũi tên nhuộm máu tươi, mặt hướng về phía biển rộng, quỳ xuống. Lam y nhân cười nhạo, dựa vào cái gì, ta chính là không, thanh âm đột nhiên dừng lại. Người áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn những người còn lại, trong lòng nhất thời run rẩy. Cổ họng người áo xanh vừa mới nói chuyện, giờ phút này hai tay theo bản năng hướng lên trên, muốn bắt lấy cái gì, một mũi tên nhọn, đã xuyên thấu cổ họng của hắn. Bịch, người áo xanh còn mở to hai mắt, thân thể cứng ngắc ngã xuống đất. Rất nhiều người áo xanh ánh mắt vội vàng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần vừa mới cầm tiễn trong tay đã không thấy đâu. Hướng phía trước đi vài bước, Sở Trần lại nhặt lên một mũi tên trên mặt đất. Hướng ra biển, quỳ xuống. Thân hình người áo xanh đột nhiên run rẩy. Đây là sát thần xuất hiện từ đâu ra? Tôi quỳ, tâm thái người áo xanh vừa nói chuyện gần nhất đã sụp đổ, vội vàng quỳ gối, hướng về vị trí bọn họ ném thi đám trẻ. Theo một người áo lam quỳ xuống, những người còn lại cũng đều nhao nhao quỳ lên. Tiên Tiên, nhắm mắt lại. Sở Trần nhìn về phía Tiên Tiên, Nghiêm Phương Lệ vội vàng ôm lấy Tiên Tiên, để Tiên Tiên xoay người lại. Tuy nhiên, Tiên Tiên lại cố chấp đứng tại chỗ, dùng thanh âm non nớt, Tiên Tiên không sợ,
Tiên Tiên muốn nhìn chú đánh kẻ xấu. Nghiêm Phương Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh Tiên Tiên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trạm Mục Tư, Sở Trần mở miệng, giết bọn họ. Trạm Mục Tư nắm chặt dao trong tay, cắn răng, cầm dao xông về phía trước. Mặc kệ có thể giành chiến thắng hay không, hắn phải giết. Rất nhanh, Trạm Mục Tư vào tới bên cạnh người áo xanh cách gần nhất. Người áo xanh kinh hãi ngẩng đầu, nhưng một giây sau, phát hiện mình lại không thể động đậy. Trạm Mục Tư tay cầm dao rơi xuống, một mũi tên đẫm máu bay ngang qua. Những người áo xanh còn lại cũng nhao nhao kinh hãi, ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Cho dù bọn họ quỳ xuống, đối phương căn bản không có ý định buông tha bọn họ. Ngươi dám động đến thiên ngoại thiên chúng ta. A, à, khuôn mặt Trạm Mục Tư đều bắn đầy máu tươi, nhưng dao trong tay càng ngày càng có lực, một dao một chém chết người áo xanh. Mặt hướng về phía biển, quỳ xuống, lấy cái chết tạ tội. Dưới khí thức của Sở Trần bao phủ, đám người áo xanh mới vào cảnh giới võ đạo tông sư này ngay cả đường phản kháng cũng không có, tất cả đều bị Trạm Mục Tư chém giết tại chỗ. Một người áo đen cuối cùng dùng hết khí lực, tránh thoát khí thức Sở Trần bao phủ, muốn chạy trốn, nhưng Trạm Mục Tư đã đỏ mắt, sải bước xông lên, hai tay cầm dao, dùng sức chém xuống, trực tiếp chém đầu người áo xanh. Máu nhuộm đỏ quảng trường, Trạm Mục Tư cũng hét lớn một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng về phía biển rộng. Xin lỗi, trong mắt Trạm Mục Tư rưng rưng, dùng sức dập đầu, hãy yên nghỉ. Trên Chiến Long đảo, gió biển rất lớn. Nghiêm Phương Lệ cảm giác ánh mắt tựa hồ rụi vào cát, nước mắt không ngừng chảy xuống, nội tâm của cô rất hoảng hốt, bình dân Chiến Long đảo bình thường đều bị đãi ngộ như thế, như vậy, cường giả Chiến Long đảo, phải đối mặt với cái gì? Trạm thị, một kiếp này, có bao nhiêu người có thể sống sót? Nghiêm Phương Lệ không dám tưởng tượng, ngoài ra, Nghiêm thị kề Trạm thị, cha mẹ mình bên kia, sẽ là tình huống gì, hồi lâu, Nghiêm Phương Lệ phục hồi tinh thần lại. Mới nghĩ đến Tiên Tiên cũng chứng kiến trận giết chóc này, vội vàng ôm Tiên Tiên, ánh mắt nhìn qua, khuôn mặt Tiên Tiên hai hàng nước mắt chảy xuôi. Tiên Tiên lau nước mắt, chú, thật dũng cảm, Tiên Tiên thích chú. Sở Trần đi lên phía trước, vỗ vai Trạm Mục Tư một chút, lúc này Trạm Mục Tư cảm xúc kích động, Sở Trần lo lắng hắn sẽ bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Đợi Trạm Mục Tư dần dần tỉnh lại, Sở Trần nói, chúng ta tạm thời lấy Thiên Long Trang làm cán cứ của Chiến Long Đảo. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là mau chóng xử lý hết thi thể võ giả thiên ngoại thiên này, sau đó trấn an tâm tình của bọn trẻ. Trạm Mục Tư gật đầu, ánh mắt lạnh như báng nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, tôi sẽ thu dọn đưa ra biển, tôi biết cá án thịt người thường xuyên lui tới đâu. Nghiêm Phương Lệ đi tới trước mặt tám đứa con, người nhà của các con đâu. Những đứa trẻ nhìn nhau, bọn họ bị bắt tới đây, những thứ khác, cũng không biết. Một số trả lời rằng cha mẹ vì bảo vệ họ đã bị kẻ xấu đánh gục trên mặt đất. Nghiêm Phương Lệ trầm mặc, Tiên Tiên hỏi, mọi người đã gặp qua bà sáu ngón chưa? Những đứa trẻ này lắc đầu, họ không biết bà sáu ngón. Nghiêm Phương Lệ ôm Tiên Tiên, với tính tình hung tàn của đám người áo đen này, bà sáu ngón, lành ít dữ nhiều. Tiên Tiên yên tâm, bà sáu ngón nhất định là trốn đi rồi. Nghiêm Phương Lệ an ủi, lúc này... Thiên Bảo đạo sĩ đã đi một vòng quanh Thiên Long Trang, trở lại quảng trường. Trong phạm vi Thiên Long Trang, không còn ai khác. Nội tâm Nghiêm Phương Lệ trầm xuống. Mẹ, bà sáu ngón có thể trốn dưới lòng đất hay không? Thanh âm non nớt của Tiên Tiên thanh thúy vang lên, bà sáu ngón thường xuyên nấu rượu ở đó. Nghe vậy, ánh mắt Nghiêm Phương Lệ đột nhiên sáng lên. Thiên Long Trang có một hầm bí mật, kiểm soát bởi các cơ quan, bà sáu ngón quả thật sẽ thường xuyên đến đó. Hơn nữa. Ngày Chiến Long đảo xảy ra chuyện, cô cũng nghe bà sáu ngón nói qua, bà đang chuẩn bị nấu một loại rượu mới. Đi, chúng ta đến hầm xem. Nghiêm Phương Lệ vội vàng mở miệng. Nghiêm Phương Lệ dẫn đường, mấy người đi về phía Thiên Long Trang. Đẩy cửa đi vào, Sở Trần cúi đầu nhìn lướt qua, đồng tử khẽ co rụt lại. Trên mặt đất có vết máu, tuy rằng đã khô rất lâu, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được. Bà sáu ngón là võ giả sao? Sở Trần hỏi. Bà sáu ngón tay là võ giả cảnh giới Tiên Thiên. Nghiêm Phương Lệ nói, cảnh giới Tiên Thiên, đối mặt với đám võ giả này, một con đường chết. Mấy người đã đi tới trước cửa hầm, Tiên Thiên bước nhanh xông lên, chuyển động một bình hoa đặt trên mặt đất. Giá sách trước vách tường từ từ rời về phía hai bên, lộ ra một cái cửa động. Bên trong thật đúng là có người. Một khắc xuất hiện ở cửa động, mấy người Sở Trần đều nhận ra. Động tĩnh bên trong rất nhỏ. Hiệu quả cách âm của hầm cũng rất tốt.
Chu Đại Tráng đi vào trước, một con đường nhỏ dưới lòng đất kéo dài xuống phía dưới, Chu Đại Tráng vừa mới đi tới cuối con đường nhỏ, bỗng nhiên, một thanh lưỡi dao sắc bén từ bên cạnh hiện ra, giống như một tia sáng trắng đột nhiên lóe lên trong đêm tối, xẹt về phía cổ họng Chu Đại Tráng. Chu Đại Tráng không né tránh, trực tiếp đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao sắc bén. Hắn không có phát lực, lúc này người trốn trong hầm, nói không chừng chính là bà sáu ngón trong miệng đứa nhỏ. Ánh sáng của hầm ngầm được thắp sáng. Ngoài dự liệu chính là, công kích Chu Đại Tráng, là một chàng trai trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm ngắn, nhưng hôm nay dùng sức muốn rút thanh kiếm ra, cũng không có cách nào rút ra được. Chú Tiểu Vũ, Tiên Tiên hét lên, người trẻ tuổi rõ ràng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhất thời kích động vô cùng, Tiên Tiên, chị dâu, sao lại là hai người? Có phải bọn đảo chủ bọn họ đi ra, đuổi ác nhân thiên ngoại thiên rồi hay không? Nghiêm Phương Lệ lắc đầu, trong khoảng thời gian này, tôi cùng Tiên Tiên vẫn ẩn náu trong hang động dưới đáy vách đá không dám đi ra, hôm nay là Trạm Mục Tư từ bên ngoài trở về, hơn nữa còn có Cửu Huyền Môn tương trợ, mẹ con chúng tôi mới trở lại Thiên Long Trang. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, Trạm Mục Tư, Cửu Huyền Môn, hai từ này tách ra dường như không có khả năng xuất hiện trong tình huống này, chứ đừng nói là, bọn họ cùng nhau xuất hiện. Chú bây giờ rất dũng cảm, Tiên Tiên nói, những kẻ xấu bên ngoài đã bị chú giết. Thật sao? Chàng trai trẻ không thể tin được, Thiên Long Trang bây giờ an toàn rồi. Nghiêm Phương Lệ gật đầu, nhìn thanh niên trẻ tuổi Tiểu Vũ, sao cậu lại ở đây, cậu có thấy bà sáu ngón không? Đồng thời, Nghiêm Phương Lệ cũng giới thiệu thân phận của thanh niên trẻ tuổi với Sở Trần, hắn tên là Trạm Vũ, cùng Trạm Mục Tư là anh em họ, năm nay 17 tuổi. Tiểu Vũ, vị này là thiếu chủ Cửu Huyền Môn, Sở Trần. Nghiêm Phương Lệ nói, Trạm Vũ đánh giá Sở Trần một cái. Cảm thấy cái tên Sở Trần này rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, mục tiêu của Trạm Mục Tư bọn họ ra biển, không phải là Thiên Cơ Huyền Trận trong tay một người tên là Sở Trần sao? Trạm Mục Tư thế nhưng lại bắt Sở Trần trở về Chiến Long Đảo. Trạm Vũ thốt lên, sắc mặt Nghiêm Phương Lệ nhất thời biến đổi, Tiểu Vũ, không được nói bậy bạ. Ánh mắt Nghiêm Phương Lệ cũng mang theo lo lắng liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, sợ Sở Trần sẽ tức giận. Sở Trần cũng không ngại. Cười nhạt mở miệng, bà sáu ngón có phải ở bên trong hay không? Anh nhận thấy được, bên trong hầm còn có hai đạo khí tức, nhưng có chút yếu ớt. Mọi người đi theo tôi. Trạm Vũ còn nhìn không được nhìn thoáng qua Sở Trần. Nếu Sở Trần tự nguyện đi tới Chiến Long Đảo, hắn ngược lại có chút bội phục dũng khí của Sở Trần. Thoạt nhìn so với hắn không lớn hơn bao nhiêu tuổi, lại dám ở dưới tình huống Chiến Long Đảo bị chiếm đóng, cùng Trạm Mục Tư đi tới Chiến Long Đảo. Đó là mạo hiểm với sinh mạng mong manh. Bên trong hầm có một cái giường, trên giường có một người phụ nữ thoạt nhìn 50-60 tuổi, tay trái có 6 ngón tay. Tuy rằng Tiên Tiên vẫn gọi bà 6 ngón, nhưng tuổi của bà 6 ngón này, ngược lại nhỏ hơn so với tưởng tượng của mấy người Sở Trần. Liễu Như Nhạn tiến lên, bắt mạch cho bà 6 ngón, ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần, bà ấy bị nội thương rất nghiêm trọng, thời gian kéo dài cũng rất dài, thương thế đã xâm lấn lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ Trạm Vũ im lặng, cúi đầu. Âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng biết tình huống của bà sáu ngón, nhưng hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế của bà sáu ngón từng bước chuyển biến xấu đi. Liễu Như Nhạn đứng lên, chỉ sợ, chỉ có ngươi mới có thể trị. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, thân hình Trạm Vũ đột nhiên chấn động, nhìn về phía Sở Trần. Chỉ có anh mới có thể trị, anh có thể trị cho bà sáu ngón. Ánh mắt Trạm Vũ nhất thời tràn ngập khát vọng, dè dặt hỏi, thật sao? Sở Trần cất bước đi lên, lúc Tiên Tiên nhìn thấy bà sáu ngón, trước tiên muốn xông lên, nhưng bị Nghiêm Phương Lệ ngăn lại, bà sáu ngón hiện tại trạng thái như vậy, cũng không chịu nổi Tiên Tiên giày vò. Chú Sở, chú có thể cứu bà sáu ngón không? Tiên Tiên hỏi, Tiên Tiên yên tâm đi, có chú Sở cháu ở đây, Diêm Vương gia cũng không dám lấy mạng bà sáu ngón. Liễu Như Nhạn mỉm cười đáp lại một câu, Sở Trần đã lấy kim bạc ra, thi triển kim châm độ mệnh thuật. Từng cây kim bạc cắm vào huyệt vị trên thân thể bà sáu ngón. Tiên Tiên đi tới bên người Liễu Như Nhạn, thấp giọng mở miệng, chị, Diêm Vương gia là ai? Liễu Như Nhạn giật mình, chợt mỉm cười, là một người rất hung dữ. Tiên Tiên cái hiểu cái không, nửa hồi, lại đột nhiên nói một câu, vậy chú Sở so với Diêm Vương gia còn hung dữ hơn sao? Liễu Như Nhạn buồn cười, sau đó nghiêm túc gật đầu, không sai, cháu đừng nhìn bộ dáng tao nhã nho nhã của hắn, hắn hung dữ. Có thế dọa người. Tiên Tiên sợ hãi nhìn về phía Sở Trần.
Khuôn mặt Sở Trần khẽ giật giật một chút, cuộc đối thoại giữa hai người đương nhiên không thoát khỏi lỗ tai Sở Trần. Tiểu ván làm sao vậy? Nghiêm Phương Lệ nhìn thấy một bên phòng khác, trên sàn nhà trải một tầng ván gỗ cứng rắn, phía trên có một người nằm, cũng là gương mặt trẻ tuổi, lúc này cũng lâm vào hôn mê. Lúc Thiên Ngoại Thiên tấn công chiến Long Đảo, em và Trạm Văn vừa vặn ở bên ngoài chơi, ngay từ đầu bọn em muốn chạy về nhà, nhưng sau đó phát hiện, rất nhiều người đang chạy ra bên ngoài, còn có chú phát hiện em cùng Tiểu Văn, dẫn theo bọn em cùng nhau chạy trốn. Hốc mắt Trạm Vũ đỏ lên, nhưng ác nhân Thiên Ngoại Thiên vẫn luôn đuổi giết bọn em, trên đường chạy trốn, bên cạnh càng ngày càng có nhiều người chết thảm dưới đồ đao của ác nhân Thiên Ngoại Thiên, về sau, em cùng Trạm Văn cũng phân tán với những người khác. Em dẫn theo Trạm Văn chạy trốn về phía Thiên Long Trang, kết quả gặp phải ác nhân Thiên Ngoại Thiên. Là bà sáu ngón kịp thời xuất hiện, cứu bọn em, bà sáu ngón dưới tình huống trọng thương, dẫn theo em cùng Trạm Văn, đi tới nơi này, sau đó, bọn em vẫn ở lại chỗ này. Bà sáu ngón tay chỉ là cảnh giới tiên thiên, bà có thể liều chết cứu Trạm Văn Trạm Vũ, khó có được quý giá. Sở Trần cảm thán. Đồng thời cũng may mắn lúc ấy võ giả Thiên Ngoại Thiên truy kích Trạm Ván Trạm Vũ hẳn là cũng là cảnh giới tiên thiên, dù sao, Thiên Ngoại Thiên cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng mỗi người đều là thực lực từ tông sư trở lên. Nghiêm Phương Lệ cũng đơn giản thông báo cho Trạm Vũ tình huống vừa rồi cô gặp phải ở bên ngoài. Khi biết được Thiên Ngoại Thiên lấy trẻ con chiến Long Đảo đến luyện tên, ánh mắt Trạm Vũ đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng, gầm nhẹ, đám xúc sinh kia. Bọn họ giống như dã man vừa mới từ thế giới nguyên thủy xông ra, miệng đầy mùi máu tươi. Chiến Long Đảo chỉ là mục tiêu đầu tiên của bọn họ, nếu để cho những người này đổ bộ, xâm nhập giới võ giả trên đất liền, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thần sắc Chu Đại Tráng nghiêm trọng, trình độ hung tàn của thế lực Thiên Ngoại Thiên ngoài dự liệu khi bọn họ tới. Lúc này, Sở Trần đã châm cứu cho bà sáu ngón, dương mắt nhìn Trạm Ván Ỏ bên kia. Còn không đợi Trạm Vũ mở miệng, Sở Trần liền đi tới, chẩn đoán cho Trạm Ván xong, lập tức bắt đầu châm cửu. Người lúc đó đã trải qua cảnh chiến Long Đảo sụp đổ, có biết lực lượng phân bố của Thiên Ngoại Thiên hiện giờ ở chiến Long Đảo không? Thiên Bào đạo sĩ hỏi Trạm Vũ, hiện tại cách duy nhất bọn họ có thể thu thập tin tức chính là Trạm Vũ. Vài cường giả khí tức cảnh, ánh mắt Trạm Vũ mang theo hoảng sợ, sợ hãi, sau khi bọn họ dễ dàng hủy diệt đại trận hộ đảo, lấy thế phá hủy, nghiền ép cường giả chiến Long Đảo chúng tôi. Bao gồm cả ông nội của tôi, thân thể Trạm Vũ run lên, ông nội của hắn chính là Trạm Hoè. Lúc ấy, Trạm Vũ tận mắt nhìn thấy, ông nội bị cường giả khí tức cảnh Thiên Ngoại Thiên dùng thần tiễn bắn chết. Đúng rồi, Trạm Vũ lau nước mắt, hít sâu một hơi, ông nội từng nói qua, ông đã giao ốc biển nhỏ giao cho tiền bối Trạm Vô Địch, không biết hiện tại bây giờ thế nào. Trạm Vô Địch đã bị Thiên Ngoại Thiên giết chết rồi. Lời nói của Thiên Bảo đạo sĩ vừa dứt, sắc mặt Trạm Vũ đột nhiên đại biến. Tái nhợt, vậy, ốc biển nhỏ. Yên tâm, ốc biển nhỏ không bị mất. Sở Trần nghe thấy đề tài hứng thú, lúc này đáp một câu, người có biết dùng ốc biển nhỏ liên hệ với cường giả tứ tông không? Trạm Vũ giật mình, thân thể theo bản năng run lên. Hắn không biết, ông nội căn bản không kịp nói rõ cho bất luận kẻ nào, đã bị đánh chết. Trạm Vũ còn nhớ rõ, lúc đó khi ông nội giao ốc biển nhỏ cho Trạm Vô Địch, đã từng nói, là vì phòng ngừa chiến Long Đảo bên này phát sinh biến cố. Nhưng Trạm Vũ cũng không nghe thấy ông nội nói cho Trạm Vô Địch biết cách sử dụng ốc biển nhỏ. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở Trần khẽ thở dài. Đây xem như là một tin xấu từ khi lên chiến Long Đảo tới nay. Tình hình ác liệt hơn so với tưởng tượng. Sở Trần châm cứu hai người một vòng qua đi ra khỏi hầm. Tiểu Trần, ta cùng Đại Tráng sư thúc ngươi đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu tin tức. Thiên Bảo đạo sĩ nói, vẫn là phải biết rõ tình huống cụ thể hiện tại của chiến Long Đảo. Mới có thể thực hiện hành động. Để tôi đi, Liễu Như Nhạn mở miệng, Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng đồng thời sửng sốt. Bọn họ đều biết thân phận của Liễu Như Nhạn, cũng biết cô là khí thức cảnh, thế nhưng, loại chuyện lẻn vào doanh trại địch tìm hiểu tin tức này, cũng không thích hợp với thánh nữ Bách Hoa Cung. Vậy vất vả rồi Liễu tỷ tỷ. Sở Trần nói, Liễu Như Nhạn đứng lên, chuyện không nên chậm trễ. Sau khi Liễu Như Nhạn đi ra ngoài, hai vị sư thúc mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Trần, sao ngươi có thể để Liễu cô nương làm chuyện như vậy? Chu Đại Tráng có chút bất mãn, cô ấy chính là thánh nữ Bách Hoa Cung, ta nghe nói thánh nữ Bách Hoa Cung quanh nãm đều không ra ngoài, tìm hiểu loại chuyện này, đương nhiên là chúng ta thích hợp làm. Sở Trần híp cười, không ai thích hợp hơn Liễu tỷ tỷ.
hai vị thúc thúc đồng thời cho Sở Trần một ánh mắt, ta không tin. Nếu hai người không tin, chờ Liễu tỷ tỷ trở về sẽ biết. Sở Trần nói, ta dám bảo đảm, tình báo Liễu tỷ tỷ mang về, nhất định sẽ làm cho hai người chấn động. Người khác không biết, Sở Trần có thể rất rõ, một phần quan trọng khác của Liễu tỷ tỷ thân. Nữ hiệp đạo giới trên toàn thế giới, đạo tặc Hỏa Yến. Thuật bí mật đi của cô, tự nhận mình là thứ hai, cũng không ai dám nói thứ nhất. Sở Trần nhìn thoáng qua Tiên Tiên bên cạnh, Tiên Tiên có chút hoảng hốt, đôi mắt to đang né tránh. Chú Sở so với Diêm Vương gia còn hung dữ hơn, lời nói của chị gái xinh đẹp khiến Tiên Tiên cảm thấy hoang mang. Tính rồi, Trạm Vũ hưng phấn kích động lao ra khỏi hầm, lớn tiếng hô lên, bà sáu ngón tỉnh rồi. Trạm Vũ thần sắc mang theo không thể tin nhìn về phía Sở Trần. Đây thật sự là thần y, Trạm Vũ lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đoạt mạng từ trong tay Diêm Vương gia. Trong hầm ngầm, bà sáu ngón đã tỉnh lại, mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu của Tiên Tiên, bà sáu ngón, bà tỉnh rồi. Mẹ chồng sáu ngón nhất thời kích động, giãy giụa muốn ngồi dậy. Nghiêm Phương Lệ vội vàng nắm lấy cánh tay bà sáu ngón, bà, đừng vội vàng động đậy, vết thương trên người bà rất nặng, phải nghỉ ngơi thật tốt. Bà sáu ngón mắt rơi nước mắt, mọi người không sao là tốt rồi. Sau khi xảy ra chuyện hôm đó, mẹ chồng sáu ngón từng muốn đi tới rừng Vạn Hoa nơi mẹ con Nghiêm Phương Lệ ở, nhưng bà lại sợ vì vậy mà bại lộ hành tung của hai mẹ con, cho nên cuối cùng lựa chọn đi tới nơi tụ tập của tộc nhân Trạm Thị. Ngay trên đường đi, gặp phải võ giả Thiên Ngoại Thiên đuổi giết Trạm Văn Trạm Vũ, bà sáu ngón quyết đoán ra tay cứu viện, mang theo tâm liều mạng, cuối cùng thành công cứu Trạm Văn Trạm Vũ, trong nháy mắt rơi vào hôn mê, bà sáu ngón cho rằng mình không có khả năng tỉnh lại. Bà sáu ngón tỉnh lại một hồi, Trạm Văn cũng tỉnh lại. Hai mạng dưới hầm, Sở Trần đều cứu trở về. Trạm Vũ hoàn toàn khuất phục, càng trực tiếp quỳ gối trước mặt Sở Trần, thiên ân vạn tạ. Mấy ngày nay, Trạm Vũ ở trong hầm chăm sóc em trai cùng bà sáu ngón, trơ mắt nhìn tình huống của hai người càng ngày càng kém, nội tâm sớm đã sụp đổ tuyệt vọng, là Sở Trần khiến hắn lần nữa thấy hy vọng. Không bao lâu, Trạm Mục Tư cũng xử lý xong chuyện đi tới. Hai anh em Trạm Văn Trạm Vũ nhìn thấy Trạm Mục Ti phản ứng đầu tiên không khác gì mẹ con Nghiêm Phương Lệ, nhưng, biểu hiện sau đó của Trạm Mục Tư thay đổi, làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Tám đứa trẻ đều đã dàn xếp ổn định, lúc này, không dám để cho bọn chúng tùy tiện rời khỏi Thiên Long Trang. Trạm Mục Tư nói, thôn xóm gần Thiên Long Trang cũng bị võ giả Thiên Ngoại Thiên giết, hiện tại bên ngoài tùy thời đều có thể xuất hiện người áo xanh. Võ giả Thiên Ngoại Thiên, thống nhất mặc áo xanh. Đám này chó heo cũng không bằng. Bà sáu ngón hận mở miệng. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trạm Mục Tư ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn Sở Trần. Trước khi tiếp cận Chiến Long Đảo, hắn vốn định trỏ, về xem một chút. Trong lòng hắn biết thực lực của mình, căn bản không có khả năng thay đổi thế cục Chiến Long Đảo. Nhưng hôm nay, nhìn thấy dân đảo Chiến Long Đảo rơi vào nước sôi lửa bỏng, Trạm Mục Tư muốn cứu, hắn ký thác hy vọng trên người Sở Trần, chỉ cần Sở Trần đáp ứng cửu, mới có hy vọng. Tất cả những gì ngươi phải làm là bảo vệ Thiên Long Trang. Sở Trần nói, kế tiếp, nếu như chúng ta còn cứu được những người khác, đều sẽ sắp xếp bọn họ đến Thiên Long Trang tị nạn, còn có, ta phải biết tình hình phân bố cụ thể của nám đại dòng họ Chiến Long Đảo. Trạm Mục Tư quỳ xuống về phía Sở Trần. Sở Trần thở dài lắc đầu, đỡ hắn dậy. Tình huống Chiến Long Đảo, cho dù Sở Trần chỉ đi ngang qua, cũng không có khả năng ngồi yên không để ý, huống chi lúc này đây, là tận lực lên đảo. Thiên Ngoại Thiên, không chỉ là kẻ địch của Chiến Long Đảo. Màn đêm bao phủ Thiên Long Trang. Trong ngoài Thiên Long Trang, một mảnh yên tĩnh. Sở Trần đi tới nóc nhà Thiên Long Trang, trong tay cầm tiểu ốc biển, khoanh chân ngồi yên, khí tức bao phủ ốc biển nhỏ. Cẩn thận thảm dò, từng bước thử phá giải trận pháp trên ốc biển nhỏ. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đi lại gần Thiên Long Trang. Trong hầm ngầm, ánh sáng rực rỡ. Trạm Văn đã có thể ngồi dậy uống nước. Lần này, thật sự cảm tạ Sở Thiếu Hiệp. Nghiêm Phương Lệ cảm thán, nếu như không phải anh Trường Nghĩa tương trợ, tôi cùng Tiên Tiên hiện tại chỉ sợ còn chỉ có thể trốn ở cửa động vách núi ám tối tàm không ánh mặt trời. Trạm Văn cùng bà sáu ngón khó thoát tử kiếp, còn có, hôm nay tám đứa trẻ kia, cũng không có cơ hội sống sót. Ánh mắt Trạm Vũ phức tạp, sau khi tin tức Thiên Cơ Huyền Trận truyền ra, chúng tôi phái ra đội ngũ do tiền bối Trạm Vô Địch dẫn đầu, đi tới lục địa. Muốn tranh đoạt Thiên Cơ Huyền Trận của Sở Trần, nhưng không nghĩ tới, Sở Thiếu Hiệp lấy ơn báo oán,
nếu Chiến Long Đảo có thể vượt qua kiếp nạn lần này, tôi nghĩ, võ giả Chiến Long Đảo đều nợ Sở Thiếu Hiệp một tiếng xin lỗi. Nghiêm Phương Lệ thở dài mở miệng, cái khác chúng tôi không nói, giờ phút này mạng của tất cả mọi người Thiên Long Trang, đều là Sở Thiếu Hiệp cứu. Chờ ông nội bọn họ từ đảo cấm kỵ đi ra, tôi nhất định thành thật nói chuyện xảy ra hôm nay cho ông biết, Sở Trần, còn có Cửu Huyền Môn, đều là bạn của Chiến Long Đảo. Trạm Vũ trầm giọng mở miệng, cấm địa thiên ngoại thiên tối tám không ánh mặt trời, ngẩng đầu lên mãi mãi không thể nhìn thấy bầu trời, trong không khí lúc nào cũng có hơi thở nguy hiểm. Khí độc lại đến, cốc chủ dược cốc Lý Hoa Thước đứng lên, phân phát viên thuốc màu đỏ còn lại cho mạch chủ Cửu Huyền Môn, mấy người nhanh chóng ăn vào. Lão Lý, trong hoàn cảnh này, vẫn là khả năng thích ứng của ngươi nhanh nhất, lại trong thời gian ngắn liền nghiên cứu chế tạo ra thuốc chống khí độc. Ninh Lão Tiên cười mở miệng, nhưng thần sắc tuyệt không thoải mái, nhìn chàm chú vào khí độc chậm rãi tới gần. Khí độc bao trùm diện tích rất rộng, muốn tránh né qua rất khó, lúc mới tiến vào cấm địa, tứ tông cường giả đối với khí độc này cũng không để ý nhiều, đường đường là cường giả khí tức, còn để ý khí độc. Nhưng khí tức ngã xuống của phái bắt đầu chính là vì khí độc xâm lấn mà chết. Ích bắt đầu từ một khắc kia, khi khí độc xuất hiện, tứ tông cường giả, như lâm đại địch. Sự nguy hiểm của vùng đất cấm kỵ, phần lớn là đến từ hoàn cảnh của khu rừng sương mù này. Trọng tâm là độc, khí độc quỷ thần khó lường, ao ảnh loài chim nặng nề, rắn độc xuyên qua rừng, tuyệt đại đa sổ độc, thấy máu là chết, coi như là khí tức cảnh cũng rất khó ngăn cản được. Bên ngoài, không thể có môi trường sống như vậy, nơi cấm kỵ là bởi vì trận pháp nhiều nam tác dụng, mới có thể biến thành thiên đường của độc. Ngoài ra, trong rừng rậm sương mù dày đặc còn cất giấu không ít sát trận, không cẩn thận lạc vào trận pháp, sẽ dẫn tới các loại nguy hiểm như cơ quan giết người. Có thể nói, từng bước kinh tâm, thuốc giải độc có thể ngăn chặn 70% tác dụng khí độc xâm lấn, nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Cốc chủ dược cốc Lý Hoa Thước trầm giọng nói, ta cảm giác, càng đi vào bên trong, sẽ càng nguy hiểm. Trạm Đông Sơn bọn họ vẫn đi về phía trước, tuy rằng ốc biến nhỏ đã không còn tác dụng, thế nhưng, hai tông còn lại đại khái cũng là nhận định, phải đi theo trạm Đông Sơn, mới có cơ hội ra khỏi khu rừng rậm này. Nam Cung Quân nhìn đội ngũ Chiến Long Đảo xa xa, trạm Đông Sơn nhất định so với chúng ta biết nhiều hơn về khu rừng rậm này, chẳng qua, muốn lão hồ ly này mở miệng cũng không dễ dàng. Bọn họ cũng chưa chắc cảm thấy đi theo trạm Đông Sơn có thể đi ra ngoài. Thiên Tiêu Tôn giả thở dài nói, chỉ là cảm thấy, ở nơi chết tiệt này, tụ tập cùng một chỗ mà nói hy vọng sống sót mới lớn hơn. Ninh Lão Tiên nuốt nước miếng một chút, thèm án, muốn uống rượu à? Người khác nghĩ đến sinh mạng, người ngược lại, muốn uống rượu. Ninh Lão Tiên cười hắc hắc, không có rượu uống, vậy không phải là muốn mạng của ta. So với Cửu Huyền Môn bên này nói chuyện phiếm, cường giả tam tổng thần sắc ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm khí độc càng lúc càng tới gần. Mỗi một lần khí độc xâm nhập, đều là một lần khiêu vũ trên mũi đao. Đội ngũ Chiến Long Đảo, cơ hội đến rồi, trạm Đông Sơn hạ thấp thanh âm, truyền âm cho các võ giả Chiến Long Đảo, một hồi khí độc bao trùm, đều theo sau bước chân của ta, nghe rõ chưa? Khí độc chậm rãi đến gần, đến từ bốn phương tám hướng, đồng thời còn kèm theo tiếng rõ ô ô, xuyên thấu qua màng nhĩ, xuyên thấu hồn phách, khiến người ta cả người không tự chủ được toát ra nổi da gà, trong lòng kinh hãi. Khoảng cách giữa Đạt Ma Sơn và phái Bắc Đầu gần nhất, hai tông cường giả theo bản năng tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi nhìn Chiến Long Đảo, Nam Cung Quân liếc nhìn phương hướng đội ngũ Chiến Long Đảo, tầm mắt híp lại, trạm Đông Sơn muốn làm gì? Thiên Tiêu Tôn giả cũng chú ý tới. Trong khoảng thời gian này, khí độc xâm lấn chúng ta đã trải qua rất nhiều lần, mỗi một lần khí độc tập kích, bốn tông võ giả đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau ngăn cản khí độc, nhưng lần này trạm Đông Sơn thế nhưng chủ động rời xa hai tông khác. Quá mức khác thường, theo dõi họ, ánh mắt Lý Hoa Thước sắc bén, trong khu rừng rậm tràn ngập kịch độc này, một thân y thuật của Lý Hoa Thước giúp hẳn thích ứng cực nhanh, trước khi khí độc bao trùm, Lý Hoa Thước im hơi lặng tiếng chủ động tới gần đội ngũ Chiến Long Đảo. Khí độc đến rồi, bốn tông cường giả ngưng khí nín thở, nhìn chăm chú vào hướng khí độc lan tràn tới. Trường khí bao trùm nhìn như đến từ bốn phương tám hướng không có góc chết, nhưng có một số chỗ khí độc rõ ràng nồng đậm, có chút mỏng manh, sau khi đối kháng khí độc vài lần, cường giả tứ tông cũng có kinh nghiệm, bọn họ có thể nhanh chóng tìm được vị trí khí độc mỏng manh rời đến, hơn nữa nội lực trải rộng toàn thân, hình thành phòng ngự, ngăn cản khí độc xâm lấn. Khí độc là động thái, vị trí mỏng cũng luôn luôn thay đổi,
vì vậy họ cũng phải không ngừng chuyển đổi vị trí. Thuốc giải độc của lão Lý có hiệu quả thật đúng là không tồi. Ninh lão tiên thần sắc mừng rỡ, sau khi tiếp xúc với khí độc, hắn rõ ràng cảm thấy, tác dụng của khí độc so với mấy lần trước gặp phải yếu hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ viên thuốc giải độc của Lý Hoa Thước. Chiến Long Đảo quả nhiên muốn tự mình đi. Nam Cung Quân một mực nhìn chằm chằm Chiến Long Đảo, con người lạnh lẽo, bọn họ còn có cách khác rời khỏi khu rừng này. Nếu như bọn họ rời đi, chúng ta vĩnh viễn ở tại chỗ này, Chiến Long Đảo, sẽ trở thành chí tôn giới võ giả. À, tính toán như của Chiến Long Đảo thật lớn. Khóe miệng Ninh lão tiên khẽ nhếch lên, trong lúc bất chợt hồ to, Chiến Long Đảo muốn thừa dịp khí độc bao trùm tự mình chạy trốn, mọi người ngăn cản bọn họ. Âm thanh to lớn, vang vọng, sắc mặt không ít người đều đại biến. Thần sắc Trạm Đông Sơn cũng trầm xuống. Đảo chủ, bên cạnh có người mở miệng. Đi, Trạm Đông Sơn dứt khoát hạ lệnh, táng tốc độ, rời khỏi nơi này. Ở nơi này khắp nơi tràn ngập rừng rậm nguy hiểm, chỉ cần bọn họ bỏ qua ba tông còn muốn tìm được bọn họ, khó có thể lên trời. Phái Bắc Đầu, đôi mắt Mộ Dung Thần Hồng chợt lóe lửa giận, lão thất phu Trạm Đông Sơn này. Đuổi theo, không ai là kẻ ngốc, đều nghĩ đến Trạm Đông Sơn lúc này đột nhiên xuất lĩnh Chiến Long Đảo rời đi khẳng định là có mục đích khác, dễ dàng khiến người ta nghĩ đến nhất chính là Trạm Đông Sơn biết cách rời khỏi khu rừng sương mù này. Giờ khắc này, mọi người cũng bất chấp khí độc kịch độc, thân ảnh bạo vút mà đi, rất nhanh đuổi kịp đội ngũ Chiến Long Đảo. Xung quanh còn có khí độc vây quanh, Mộ Dung Thần Hồng trầm mặt, Trạm Đông Sơn, người giải thích như thế nào? Trạm Đông Sơn nhíu mày một chút, lời này của ngươi có ý gì? Thừa dịp khí độc đến, dẫn theo người của Chiến Long Đảo rời đi, ngươi đừng nói ngươi không có mục đích gì. Mộ Dung Thần Hồng lạnh lùng nói, ngươi thật sự cảm thấy tất cả mọi người là kẻ ngốc. À, Thần Hồng huynh có chút trông gà hóa quốc đi. Trạm Đông Sơn nói, ta chỉ là phát hiện nồng độ khí độc ở hướng này tương đối mỏng mà thôi. Nhưng sự thật là nồng độ khí độc ở đây không mỏng hơn bất cứ nơi nào khác. Người cửu huyền môn cũng đi tới, thiên tiêu tồn giả thản nhiên mỏ, miệng, nếu như ngươi nói là phán đoán sai lầm mà nói, sai lầm này cũng quá thấp đi. Trạm Đông Sơn một bên vận công ngản cản khí độc xâm lấn, lắc đầu, là lỗi của ta. Phái Bắc Đầu, Đạt Ma Sơn, cửu huyền môn, tam đại tông môn mỗi người bảo vệ một phương vị, không ai nói gì nữa, bởi vì khí độc còn uy hiếp, vừa mới xông tới, có võ giả phái Bắc Đầu cùng Đạt Ma Sơn bị khí độc xâm lấn ở các trình độ khác nhau. Ánh mắt Lý Hoa Thước nhìn xung quanh, âm thầm cảm thán. Đám người bọn họ, ở giới võ giả, là tồn tại ở đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, trong rừng rậm này, khí độc nhìn như bình thường có thể thấy được, đều có thể khiến bọn họ luống cuống tay chân. Sức mạnh của con người không bao giờ có thể chống lại thiên nhiên. Thời gian khoảng một khắc, khí độc dần dần tiêu tán. Quá trình này, phần lớn võ giả lựa chọn khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, cố gắng chống đỡ khí độc. Không cho Chiến Long Đảo bất kỳ cơ hội nào một mình rời đi. Sau khi khí độc biến mất, không chỉ có phái Bắc Đấu và núi Đạt Ma, Chiến Long Đảo cũng có cường giả xuất hiện suy yếu, trong cơ thể bị khí độc xâm lấn. Chín đại mạch chủ cửu huyền môn ánh mắt liếc nhau một cái, một giây sau, cũng suy yếu. Ồ, phiến rừng rậm ám không ánh mặt trời này, tứ đại tổng phái tuy rằng bề ngoài là trận doanh chung, nhưng vừa rồi Chiến Long Đảo bày ra một mặt cũng đủ nói rõ. Bọn họ mỗi người không có khả năng đoàn kết nhất trí, thậm chí, cũng không thấy đối phương sống tốt hơn mình. Chiến Long Đảo sẽ không chút do dự vứt bỏ ba tông, Lý Hoa Thước cũng không có khả năng chia sẻ giải độc với tam tông, có thể bảo trì sức chiến đấu trên tam tông, đối với sinh mệnh của bọn họ mà nói, chính là một loại bảo đảm. Khí độc biến mất, kế tiếp chính là tra hỏi Chiến Long Đảo. Võ giả Chiến Long Đảo biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng lúc này, ba tông đều tỏ vẻ đồng tâm. Nhất trí hướng mũi nhọn về phía Chiến Long Đảo. Trạm Đông Sơn, chúng ta không muốn nghe ngươi giải thích bất cứ điều gì. Nam Cung Quân nói, nếu ngươi không muốn nói ra mục đích các ngươi muốn thoát khỏi chúng ta, như vậy, từ giờ trở đi, tam tông chúng ta sẽ liên hợp, nhìn chằm chằm các ngươi. Nếu có cách nào để đi ra ngoài, ta hy vọng có thể đi ra ngoài với nhau. Mộ Dung Thần Hồng nhìn chằm chằm Trạm Đông Sơn. Trạm Đông Sơn buông tay, ta nói đều là sự thật. Các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ta có một đề nghị. Nam Cung Quân mở miệng, ốc biển nhỏ là mấu chốt để chúng ta có thể rời khỏi khu rừng rậm này hay không. Bắt đầu từ giờ trở đi, ba tông chúng ta, thay phiên nhau bảo quản ốc biển nhỏ. Vừa dứt lời, khuôn mặt võ giả Chiến Long Đảo có biến ảo rất nhỏ. Nam Cung Quân nhìn thấy, cô càng thêm tin tưởng,
bí mật rời đi, vẫn còn ở bên trong ốc biển nhỏ. Hai ngày trước Trạm Đông Sơn muốn hủy diệt ốc biển nhỏ, cán bản là một vở kịch. Mộ Dung Thần Hồng gật đầu, ta đồng ý. Hai tay Huyền Linh Đại Sư khép lại, bộ dáng vân đạm phong khinh, cũng tỏ vẻ đồng ý. Trạm Đông Sơn trầm mặt, các ngươi đây là có ý gì? Nghi ngờ ta có thể rời khỏi nơi này mà không dẫn theo các ngươi. Không ai đáp lại những lời này của Trạm Đông Sơn, chỉ chờ hắn lấy ốc biển nhỏ ra. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trạm Đông Sơn tiếp tục nói, tiến vào nơi cấm kỵ này không phải là quyết định của một mình lão phu, là hành động mà tất cả mọi người đều đồng ý. Trong khu rừng rậm này, Chiến Long Đảo không có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho các ngươi, nếu như các ngươi cố ý như thế, như vậy đơn giản là mỗi người đi một ngả, mỗi người tìm kiếm đường sống. Trạm Đông Sơn, hiện tại không phải đang thương lượng với ngươi. Ninh Lão Tiên nhướng mày, ngươi không có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta cũng không cần ngươi bảo vệ, lấy ốc biển nhỏ ra là xong việc. Nếu Lão Phu không giao thì sao? Trạm Đông Sơn cứng rắn nổi lên, các ngươi còn muốn cướp. Võ giả Tam Tông liếc nhau một cái, lập tức vây quanh võ giả Chiến Long Đảo. Ngươi nói đúng, mắt thấy võ giả Tam Tông muốn động thủ, khuôn mặt Trạm Đông Sơn nhất thời kịch liệt biển ào, cả người run lên, một lúc lâu sau, nghiến ráng nghiến lợi, thanh âm tràn đầy không cam lòng, đợi chút, ta đưa cho các ngươi. Trạm Đông Sơn thấy rõ tình thế, Tam Tông nhận định hành động vừa rồi của hắn là muốn bỏ lại Tam Tông dẫn theo đội ngũ Chiến Long Đảo chạy trốn, dưới loại tình huống này. Hắn làm sao không giao ốc biển nhỏ ra, Tam Tông sẽ không bỏ qua như vậy. Nhưng, nếu ốc biển nhỏ luôn ở trong tay các ngươi, ta tuyệt đối không đồng ý. Trạm Đông Sơn trầm giọng mở miệng, nếu các ngươi không tín nhiệm lão phu, như vậy, từ giờ trở đi, bốn tông chúng ta thay phiên nhau nắm giữ ốc biển nhỏ, mỗi tông một ngày. Võ giả Tam Tông ánh mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều đồng ý với kế hoạch này. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng ép Trạm Đông Sơn quá chặt. Nếu thật sự ở chỗ này tự giết lẫn nhau, đối với tứ tông mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngày đầu tiên nắm giữ ốc biển nhỏ rơi vào tay Huyền Linh Đại Sư Đạt Ma Sơn. Rừng rậm tối tăm, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Võ giả tứ tông vẫn đi sâu vào trong rừng rậm. Bọn họ cũng không cách nào xác định phía trước đến tột cùng có phải là chỗ sâu trong rừng rậm hay không, dù sao ở trong phiến rừng rậm này, bọn họ đã mất phương hướng. Đội ngũ Chiến Long Đảo, Trạm Đông Sơn vẫn luôn trầm mặt. Ánh mắt lóe ra không cam lòng. Hắn đã phân tích lại, từ sau khi khí độc xuất hiện phát sinh một loạt chuyện, đều là bởi vì Cửu Huyền Môn, một tiếng hô to kia chính là do trận doanh Cửu Huyền Môn phát ra, cũng là một tiếng hô to kia, làm cho phái Bắc Đảo cùng Đạt Ma Sơn liều lĩnh xông lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cửu Huyền Môn, Trạm Đông Sơn nghiến răng nghiến lợi, Cửu Huyền Môn làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cửu Huyền Môn. Đảo chủ, một người bên cạnh hạ thấp thanh âm, nếu như võ giả tứ tông cùng nhau tiến vào đại điện, tất cả mọi người đều có thể đi ra ngoài sao? Trạm Đông Sơn cau mày, hắn cũng không rõ, chỉ có điều, trong mắt Trạm Đông Sơn, cơ hội cuối cùng tiến vào đại điện, càng ít người càng tốt. Cơ hội sống sót, cơ duyên không biết, đều phải lưu lại cho người của Chiến Long Đảo. Kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội, thanh âm của Trạm Đông Sơn trầm thấp, ta tranh thủ cơ hội một ngày được nắm trong tay ốc biển nhỏ. Tuy rằng Tam Tông sẽ theo dõi chúng ta rất chặt chẽ, nhưng ta tin, nhất định có cơ hội. Ốc biển nhỏ rơi vào trong tay Huyền Linh Đại Sư, hắn cũng không có nghiên cứu, trực tiếp cất nó đi. Có thể nhìn ra được, trận pháp cũng không phải là thế mạnh của Huyền Linh Đại Sư. Đêm đã khuya, Chiến Long Đảo, Thiên Long Trang, Thiên Bảo Đạo Sĩ cùng Chu Đại Tráng ra ngoài đã trở về, đồng thời còn dẫn về vài người, đều là đối tượng người áo xanh trên đường nhìn thấy đuổi giết, thuận tay cứu trở về. Sau khi đần người về giao cho Trạm Mục Tư, hai người tìm được Sở Trần trên nóc nhà. Liễu cô nương còn chưa trở về, ánh mắt Chu Đại Tráng lau đi một tia sầu lo, chúng ta có cần tiếp ứng một chút hay không? Hắn thủy chung cảm thấy, công tác điều tra tình báo này, thật sự không thích hợp với vị thánh nữ Bách Hoa Cung này. Yên tâm đi, Sở Trần trong tay cầm ốc biển nhỏ, khóe miệng lau qua một tia vui mừng, vừa rồi, anh thử thành công đột phá một trận pháp của ốc biển nhỏ, sau khi có một cửa đột phá. Sở Trần tin, không bao lâu nữa, anh liền có thể nắm trong tay cách sử dụng ốc biển nhỏ. Sở Trần nói ra chuyện mình đột phá ốc biển nhỏ, hai vị sư thúc đều vui mừng không thôi. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ khi ra biển là giải cứu mạch chủ chín mạch bị nhốt. Chiến Long Đảo cũng không yên tĩnh. Thiên Bảo Đạo Sĩ nói, Thiên Ngoại Thiên tuy rằng chiếm lĩnh Chiến Long Đảo,
nhưng võ giả chiến long đảo về số lượng rõ ràng hơn xa thiên ngoại thiên, không phải mỗi người đều sẽ khuất phục thiên ngoại thiên, cho nên, các nơi đều sẽ bộc phát ra chiến đấu phản kháng. Vừa rồi chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, liền thấy được ba lần chiến đấu, chúng ta cũng tiện tay cứu người trở về. Nhưng, thôn xung quanh thiên long trang ngược lại yên tĩnh, bọn họ đã khuất phục thiên ngoại thiên, bị thiên ngoại thiên bắt làm nô dịch. Chu Đại Tráng cảm khái, trong những người này, có lẽ có người nhà của đứa trẻ đã chết trong đó, nhưng bọn họ cũng bị bắt làm nô dịch. Đây cũng là tính người, có người bất khuất, có người phản kháng, có người khuất phục, có người quỳ liếm. Nóc nhà ngồi yên khoảng một giờ, đang lúc hai vị sư thúc lần nữa tỏ vẻ lo lắng, xa xa, một đạo khí tức đang đến gần, nhanh chóng từ xa đến gần, trong nháy mắt liền đi tới nóc nhà ba người. Liễu tỷ tỷ, Sở Trần tràn đầy chờ mong, cha được thế nào? Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng cũng tò mò, Sở Trần nói, Liễu Như Nhạn có thể tra được tin tức, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ giật mình. Liễu Như Nhạn ngồi xuống, trầm ngâm một hồi, mỏ, miệng nói, từ thiên ngoại thiên đi ra. Phát động cường giả khí thức cảnh xâm lấn chiến long đảo, tổng cộng có 3 người. Ánh mắt Chu Đại Tráng sáng lên, nếu chỉ là 3 gã khí thức cảnh, số lượng khí thức cảnh nơi chúng ta nhiều hơn bọn họ một người, chỉ cần tập hợp võ giả chiến long đảo giải rác lại, cùng nhau phản kích, chúng ta thậm chí có thể trong thời gian ngắn đuổi thiên ngoại thiên ra khỏi chiến long đảo. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn tiếp tục nói, sau khi tam đại khí thức cảnh đánh chiếm chiến long đảo, nhanh chóng đưa xúc tu đến 5 khu vực lớn của chiến long đảo. Võ giả chiến long đảo gặp phải sự sụp đổ như sạt lở, sau đó, càng ngày càng nhiều võ giả thiên ngoại thiên đi tới chiến long đảo. Cho đến bây giờ, khí thức cảnh trên chiến long đảo tổng cộng có 8 người, trong đó giờ, phút này ở lĩnh vực trạm thị, có 3 người, nếu phát sinh chiến đấu, bọn họ có thể tùy thời trợ giúp lẫn nhau. 8 người khí thức cảnh, khuôn mặt Chu Đại Tráng vừa mới toát ra nụ cười nhất thời ngưng động lại. Vốn tưởng rằng so với đối phương nhiều hơn một người, nhưng trên thực tế, đối phương so với bọn họ nhiều gấp đôi. Còn có một điểm, 4 người bọn họ, đều là vừa mới đột phá tới khí thức cảnh, cũng là võ giả khí thức cảnh, bọn họ không biết đối phương đạt tới cấp độ gì. Về thực lực, rõ ràng là ở vào thế bất lợi. Ngoài ra, võ giả cấp bậc võ đạo tông sư, vượt qua 2 chám. Liễu Như Nhãn nói, bọn họ phần lớn chia làm 20 người một tiểu đội, tuần tra chiến long đảo. Hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Thiên ngoại thiên phải lấy chiến long đảo làm bàn đạp, chiếm lĩnh giới võ giả vùng biển, thậm chí, bọn họ còn có mục tiêu càng thêm hoành tráng. Liễu Như Nhạn tiếp tục nói, còn nữa, cũng không phải tất cả võ giả chiến long đảo bị bắt đều bị giết, đại đa số chỉ là bị giam giữ, thiên ngoại thiên muốn bọn họ khuất phục, vì thiên ngoại thiên dốc sức, vì thiên ngoại thiên chinh chiến. Tra được nơi võ giả trạm thị bị giam giữ chưa? Sở Trần lập tức hỏi. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng đồng thời sửng sốt, nhìn Liễu Như Nhạn. Cô cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả cái này cũng tra được đi. Chỉ riêng nơi võ giả trạm thị bị giam giữ, đã có 5 chỗ, phân lô giam giữ. Liễu Như Nhạn mở miệng, ta trở về muộn như vậy, chính là đi xác định tình huống cụ thể của 5 nơi này. Liễu Như Nhạn dừng lại, trừ phi chúng ta đồng thời tiến công nắm chỗ giam giữ, nếu không, công kích một chỗ trong đó, mấy chỗ khác đều sẽ lập tức nhận được tin tức. Hơn nữa nhanh chóng phòng ngự. Ngay cả nơi giam giữ người cũng chia làm mấy cái, thiên ngoại thiên cẩn thận có chút ngoài dự liệu của Sở Trần, anh cho rằng thiên ngoại thiên cường thế như vậy đi ra, hẳn là sẽ rất bành trướng mới đúng. Hôm nay hơn 10 người ở Thiên Long Trang, trình độ bành trướng cũng rất lớn. Chờ đã, Sở Trần đột nhiên mỏ, miệng, nhìn Liễu Như Nhạn. Liễu tỷ tỷ, tỷ vừa rồi nói, võ giả thiên ngoại thiên đều chia làm 20 người một đội. Hôm nay võ giả thiên ngoại thiên trong Thiên Long Trang tựa hồ không tới 20 người, sắc mặt Thiên Bảo đạo sĩ mãnh liệt biến đổi. Có cá lọt lưới, Sở Trần cẩn thận hồi tưởng lại một chút, hôm nay người áo xanh thiên ngoại thiên bị Trạm Mục Tư chém giết tổng cộng có 17 người. Điều này có nghĩa là nhóm này, còn 3 người, không biết tung tích. 3 người còn lại ban ngày nhất định không ở trong Thiên Long Trang, nếu không, chúng ta không có khả năng không có phát hiện. Thiên Bảo đạo sĩ trầm giọng mở miệng. Thần sắc mang theo một tia lo lắng, bọn họ có thể vừa vặn đi ra ngoài, ta lo lắng chính là, bọn họ vừa vặn lúc chúng ta tiến vào hầm trở về, lực chú ý của chúng ta lúc ấy đều ở lúc Tiểu Trần trị liệu cho bà sau ngón. Hiện tại xem ra, khả năng này là rất lớn. Sở Trần nói, đồng thời cũng đứng lên, Thiên Long Trang có thể không an toàn, chúng ta phải mau chóng rời đi. Nếu như thực lực ngang nhau với đối phương,
Sở Trần không sợ Đường Đường chính chính đánh một trận, mà loại tình huống trước mắt, tốt nhất chính là nghĩ cách cướp tù lao giam giữ, võ giả chiến long đảo, sau đó mượn địa thế chiến long đảo cùng thiên ngoại thiên đánh một hồi du kích chiến đấu. Một bên Chu Toàn, một bên nghĩ cách cứu sư phụ. Liễu Như Nhạn nhướng mày, ta nhớ tới, trên đường trở về, cách Thiên Long Trang đại khái 20 dặm, có vài đội ngũ thiên ngoại thiên tập hợp, mục tiêu của bọn họ có thể là chúng ta, chẳng qua, trong đội ngũ không có khí tức cảnh, ta cũng không có quá mức để ý. Không có khí tức cảnh, Sở Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, một lần nữa ngồi xuống, xem ra, ba người chạy trốn cũng không biết chúng ta từ bên ngoài tới, chỉ coi là lực lượng phản kháng còn sót lại trong chiến long đảo, cho nên sau khi bẩm báo lên, không có khiến cho quá nhiều coi trọng, dù sao khí tức cảnh, sẽ không động đậy hiện thân. Vậy thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Thiên Bảo đạo sĩ nói, đêm nay ôm cây đợi thỏ, chờ võ giả thiên ngoại thiên đến, sau đó lại cân nhắc chuyện rời đi. Chu Đại Tráng tay cầm ngọc tiêu, mỉm cười mở miệng, bốn bức tường của Thiên Long Trang, chúng ta mỗi người một chỗ đi, liền thấy võ giả thiên ngoại thiên công kích bên kia. Có thể, Sở Trần nói, ta liền tại chỗ canh giữ phía đồng đi. Vị trí mái nhà của bọn họ, gần tường thành phía đông Thiên Long Trang. Phía nam giao cho ta, Liễu Như Nhạn lập tức mở miệng, Thiên Bảo đạo sĩ ha hả cười, vậy ta phụ trách trấn bắc. Chu Đại Tráng không có lựa chọn, ta liền về phía tây. Chu Đại Tráng sửng sốt một chút, luôn cảm thấy những lời này kỳ quái. Tứ đại khí tức cảnh mỗi người thủ hộ một chỗ, chiến long đảo đêm tối, từng đạo người áo xanh ảnh cấp tốc đi về phía trước. Nhanh, tàng tốc độ, Từ Quang Phúc, người xác định không nhìn nhầm chứ. Người ngươi nhìn thấy ở Thiên Long Trang, chính là cháu ruột mất tích của Trạm Đông Sơn, Trạm Mục Tư. Ta bảo đảm không nhìn lầm, bên cạnh hắn hẳn là sẽ có cường giả bảo vệ. Lúc ấy khi chúng ta trở lại Thiên Long Trang, phát hiện 18 người khác đều đã bị giết, Trạm Mục Tư đang thu dọn thi thể, ta thấy rất rõ ràng, chính là bộ dáng Trạm Mục Tư nhìn thấy trong bức ảnh. Tốt, lần này ngươi đã làm rất nhiều. Ha ha ha, Trạm Mục Tư lại lén lút chạy về chiến long đảo. Thứ kia nhất định ở trên người hắn, hành động tối nay, ta hạ mệnh lệnh tuyệt đối không thể để lộ tin đồn, các ngươi không nói cho người khác biết. Người nói chuyện là một gã hộ pháp trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, họ Cam tên Đông. Cảnh giới tông sư đỉnh phong, võ giả khí tức cảnh chiến long đảo đều đã tiến vào cấm địa Thiên Ngoại Thiên, cho dù bên cạnh Trạm Mục Tư có người bảo vệ, nhiều lắm cũng là tông sư đỉnh phong. Cam Đông cười đùa giỡn, ánh mắt tràn ngập chờ mong, dưới cảnh giới ngang hàng, hắn tuyệt đối không sự võ giả chiến long đảo. Thật không nghĩ tới, cư nhiên trời sập, còn đập trúng hắn. Cam Đông biết rất rõ tầm quan trọng của ốc biển nhỏ. Giam giữ võ giả chiến long đảo mỗi ngày đều tra tấn, chính là vì hỏi ra tin tức về ốc biển nhỏ. Nếu như hắn đạt được ốc biển nhỏ, vậy tuyệt đối là lập được đại công hạng nhất. Cam Đông tổ chức 3 chi nhánh, tổng cộng 60 người, suốt đêm đi tới Thiên Long Trang. Thiên Long Trang, đã gần trong gang tấc, theo ta từ bức tường phía đông vào Thiên Long Trang, Cam Đông không chút do dự mở miệng, hơn nữa dẫn đầu lướt đi. Tên hắn là một chữ độc nhất đông, từ nhỏ đến lớn, phía đông, chính là phương hướng may mắn của Cam Đông, hắn đối với chuyện này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hắn làm bất cứ điều gì, tất cả đều chọn ở phía đông. Từ xa thoáng nhìn thấy tường vây Thiên Long Trang, Cam Đông đã khẩn cấp. Đột nhiên, bên tai có người hét lên, trên tường, giống như có người. Lúc này trên tường còn có thể có người nào, Cam Đông không thèm để ý ngẩng đầu nhìn qua, cũng theo bản năng giật mình. Ánh tráng đêm nay rất sáng, chiếu xuống, đó là một khuôn mặt ôn hòa tuấn lãng, chỉ là một gương mặt nghiêng, đường cong rõ ràng, đường nét như dao gọt, gió biển lướt qua người anh phảng phất cùng tường vây dung hợp thành một thể, nếu như không phải mục tiêu quá mức rõ ràng, căn bản là không phát hiện ra sự tồn tại của anh. Đồng tử Cam Đông đột nhiên co rụt lại, phản ứng cũng cực kỳ nhanh, trực tiếp đưa tay về phía sau, lấy cung tiễn ra. Cong cung, bắn cung, làm liền một mạch, đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, mũi tên sắc bén phá không mà ra, giống như xuyên qua thân thể người nọ. Nhưng thân thể người nọ dần dần hư ảo biến mất, đồng tử của đồng đảo người áo đen thiên ngoại thiên nhất thời toát ra kinh hãi. Từ Quang Phúc theo bản nàng lau mắt mình, gặp quỷ. Hắn ở đằng kia, bỗng nhiên có người kinh hô, nhìn thấy thân ảnh vừa rồi đã ngồi ở bên kia tường vây. Không ít người trong lòng theo bản năng run lên, nổi da gà. Đồ giả thần giả quỷ, hắn ỷ vào thân pháp lợi hại của mình để hù dọa chúng ta. Cam Đông lập tức mở miệng, hắn ở phía đông chưa từng thất bại, Cam Đông tin tưởng vững chắc,
phương hướng may mắn sẽ giúp hắn đối phó người trước mắt này. Bắn tên, võ giả thiên ngoại thiên cơ hồ trong tay cầm cung tiễn, giờ phút này, hơn 10 mũi tên sắc bén đồng loạt bắn ra, dày đặc như mưa, bao trùm qua vách tường. Trên tường vây, ánh mắt Sở Trần nhìn về phía này, khóe miệng khẽ nhếch lên, thân ảnh đột nhiên bạo lược mà lên, dưới ánh mắt đông đảo chăm chú, Sở Trần rõ ràng là bay về phương hướng mũi tên công kích, đồng thời giơ tay lên, hơn 10 mũi tên nhao nhao giống như bị nam châm hấp dẫn, bay về phía lòng bàn tay Sở Trần, Sở Trần giơ tay, mũi tên bay trở về hướng ngược lại. Không có một mũi tên ngoại lệ, Cam Đông giờ khắc này kinh hãi lên, sắc mặt tái nhợt, đồng tử mở to như chuông đồng. Thanh âm phát run, khí tức cảnh. Vèo, 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 mũi tên quay đầu lại phản sát, từng đạo thanh âm theo tiếng mà ngã xuống, thanh âm kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đám võ giả thiên ngoại thiên này ở trước mặt Sở Trần, giống như giấy dán, ngay cả cơ hội ngàn cản cũng không có. Cam Đông ra sức ngàn cản, liên tục lui ra sau, mọi người bên cạnh đều đã ngã xuống. Cam Đông xoay người, muốn chạy trốn, phía sau truyền đến một tiếng quát khẽ, đứng lại. Thân thể Cam Đông đột nhiên dừng lại, không dám động đậy. Một cỗ khí tức phong tỏa hắn, Cam Đông có loại cảm giác, chỉ cần hắn vừa động, liền tự chịu diệt vong. Cam Đông như thế nào cũng không nghĩ tới, bên trong Thiên Long Trang dĩ nhiên sẽ xuất hiện cường giả khí tức cảnh. Khí tức cảnh của Chiến Long Đảo, không phải đều bị nhốt trong cấm địa thiên ngoại thiên sao? Bọn họ ra ngoài khi nào? Thế nhưng, cường giả thiên ngoại thiên, không phải vẫn một mực nhìn chằm chằm động tĩnh của cấm địa sao? Trong nháy mắt này, trong đầu Cam Đông toát ra vô số dấu chấm hỏi. Nhưng Cam Đông thật sự không dám động, vị võ giả khí tức cảnh cường đại này đã ở phía sau hắn, thực lực tông sư đỉnh phong của hắn, ở trước mặt đối phương, lại không hề có lực hoàn thủ, điều này khiến Cam Đông lần nữa nhận rõ sự khác biệt giữa tông sư và khí tức cảnh. Các ngươi đến thật ra rất nhanh, đáng tiếc, ngay cả một khí tức cảnh cũng không có, thiên ngoại thiên tự đại đến trình độ này sao? Sở Trần thần sắc mang theo vài phần thú vị đi tới trước mặt Cam Đông, é nhưng, các ngươi ngược lại để cho ta thấy được đặc tính của thiên ngoại thiên, thủ đoạn độc ác. Từ khi nhìn thấy Sở Trần đến hạ lệnh tiễn sát, Cam Đông không mang theo bất kỳ do dự nào. Ngươi là ai? Cam Đông cố gắng bình phục tấm tình của mình, trầm giọng mỏ, miệng, ta thấy quần áo ăn mặc của ngươi không giống võ giả Chiến Long Đảo. Ta quả thật không phải võ giả Chiến Long Đảo, nhưng cũng không cần phải nói cho ngươi biết thân phận của ta. Sở Trần nhàn nhạt nói, muốn sống mà nói, nghiêm túc trả lời ta một vấn đề, hành động tối nay, có bao nhiêu người biết? Đồng tử Cam Đông co rụt lại, nhất thời hiểu được ý tứ của Sở Trần. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết hành động đêm nay là mình bí mật tiến hành, nếu không, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, sau đó tiếp tục ỏ, lại Thiên Long Trang, khóe miệng Cam Đông lạnh lùng nhếch lên, nhìn chăm chăm Sở Trần, ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi Chiến Long Đảo, còn có chút hy vọng sống, hành động đêm nay. Vạn đặc phái viên là thật không ngờ lại có khí tức cảnh lẻn vào Chiến Long Đảo, mới không có điều phái khí tức cảnh tham dự hành động, nếu như trong vòng nửa canh giờ chúng ta không có tin tức. Vạn đặc phái viên nhất định sẽ để cho khí tức cảnh đến Thiên Long Trang. Đặc phái viên, Sở Trần tò mò, đặc phái viên là ai? Đương nhiên là Thiên Ngoại Thiên. Cam Đông vui vẻ đối thoại với Sở Trần, thời gian càng kéo dài, đối với hắn càng có lợi, tuy rằng hắn là tự mình hành động, nhưng hắn điều ba tiểu đội. Một thời gian dài, khẳng định có người nhận thấy dị thường. Cam Đông giải thích với Sở Trần, trong thiên ngoại thiên, phàm là đột phá đến khí tức cảnh, đều sẽ được sắc phong làm đặc phái viên, đây là truyền thừa của thiên ngoại thiên. Truyền thừa đặc phái viên, Sở Trần cũng không nghĩ nhiều, trong Chiến Long Đảo có bao nhiêu đặc phái viên thiên ngoại thiên. Cam Đông còn chưa kịp trả lời, xa xa lại có mấy đạo thân ảnh vội vàng lướt tới. Liễu Như Nhạn, Thiên Bảo Đạo Dĩ cùng với Chu Đại Tráng đã đến. Sau đó, Trạm Mục Tư và Trạm Vũ cũng chạy tới, trong tay cầm binh khí, tiếng mũi tên sắc bén phá không đánh thức bọn họ từ trong mộng. Thần sắc Cam Đông có chút hoảng, theo hắn biết, ngoại trừ khí tức cảnh thiên ngoại thiên ra, hiện giờ đều bị nhốt ở cấm địa thiên ngoại thiên, nếu như những người này từ cấm địa xông ra, tuyệt đối sẽ không là không hề có động tĩnh. Mấy người trước mắt này, từ đâu xuất hiện, Cam Đông rõ ràng nhận ra khí tức cường đại của đám người Liễu Như Nhạn. Trả lời câu hỏi vừa rồi của ta, Sở Trần nhắc nhở, Cam Đông hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ta quả thật có chút bất ngờ, trong Chiến Long Đảo lại sẽ xuất hiện khí tức cảnh ngoài đặc phái viên thiên ngoại thiên, hơn nữa còn không chỉ có một người, nhưng, so sánh với đặc phái viên thiên ngoại thiên, Cam Đông lắc đầu, không gạt các ngươi nói,
đặc phái viên thiên ngoại thiên phái tới Chiến Long Đảo, có 18 người. Sở Trần khóe miệng nhếch lên một chút, đặc phái viên trong miệng hắn, chính là khí tức cảnh. Cường giả khí tức cảnh thiên ngoại thiên hiện giờ ở Chiến Long Đảo, lại có 18 người. Khuôn mặt của Trạm Mục Tư và Trạm Vũ đều đồng thời thay đổi. Phần lực lượng này, cho dù là cường giả Chiến Long Đảo trở về, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản. Mấy người thiên bảo đạo sĩ liếc nhau một cái, nội tâm đồng thời quát một tiếng, cam đông chỉ sọ, không biết, Liễu Như Nhạn trong thời gian ngắn đã nói rõ tình huống cường giả khí tức cảnh phân bố trong Chiến Long Đảo. 18 khí tức cảnh, chậc chậc, nội tình thiên ngoại thiên thật sự là hùng hậu. Sở Trần nhịn không được tò mò hỏi một câu, không biết đặc phái viên thiên ngoại thiên, tổng cộng có bao nhiêu người. Cam đông giật mình, chợt trả lời, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất hơn 200 đi. Mấy người Sở Trần cơ hồ đồng thời ăn ý giảm số trong miệng cam đồng xuống một nửa. Nói như vậy, cường giả khí tức cảnh thiên ngoại thiên, ước chừng ở phạm vi dao động trên dưới 100 người. Mấy người liếc nhau một cái, cũng thầm than thiên ngoại thiên cường đại. Phải biết rằng, khí tức cảnh tứ tông giới võ giả cộng lại, cũng mới chỉ là số lượng nửa trăm, đây lại mới chỉ là một nửa thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên quả thật cường đại. Liễu Như Nhạn nói, Sở Trần, người còn có cái gì muốn hỏi không? Nếu không có, nên tiến hắn lên đường, thực lực của thiên ngoại thiên cường đại như vậy, chúng ta cũng không thể thả hổ về rừng. Nghe vậy, sắc mặt cam đông chợt đại biến. Đây không phải là kịch bản như hắn nghĩ. Đối phương hẳn là sau khi nghe nói thiên ngoại thiên cường đại, kiêng kỵ thực lực của thiên ngoại thiên, thả hắn mới đúng, cái này, quá không theo lẽ thường mà xuất bài. Cam đông vội vàng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần gật gật đầu, nhìn cam đông, người còn có gì ngôn gì muốn giải thích. Cam đông nhất thời cảm giác một cỗ hàn khí xâm lấn thân thể mình, toàn thân không cách nào run lên, thanh âm run rẩy, các ngươi không thể giết ta, nếu không, vạn đặc phái viên, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giết ngươi, chúng ta ít nhất còn có thể tranh thủ thêm một chút thời gian thoát khỏi Chiến Long Đảo. Sở Trần híp mắt nhìn chằm chằm cam đông, từ ánh mắt lóe lên của cam đông anh nhìn ra được, cam đông không chỉ nói dối về số lượng đặc phái viên. Trạm Mục Tư, trói những người chưa chết trên mặt đất lại cho ta, mang về Thiên Long Trang. Sở Trần đồng thời phân phó một tiếng, nghĩ cách cậy miệng bọn họ ra, tùy tiện hỏi một vài lời, chỉ cần bọn họ không khớp, ai nói dối, liền giết người đó. Sắc mặt cam đông trắng bệch đến mức không hề có chút máu, nếu thật sự dựa theo Sở Trần nói như vậy, lời nói dối của hắn sẽ không công tự sụp đổ. Thực xin lỗi, vừa rồi ta nhớ nhầm rồi. Cam đông nóng lòng mở miệng, đặc phái viên thiên ngoại thiên trên Chiến Long Đảo không phải 18 người, chỉ có 8 người. Nhớ nhầm, Sở Trần quát một tiếng, các hạ đường đường tông sư đình phong trong trí nhớ cũng không tốt lắm a, không biết còn có chỗ nào không nhớ rõ. Đồng thời nói chuyện, ánh mắt Sở Trần gắt gao nhìn chằm chằm cam đông, thân thể cam đông không tự chủ được run rẩy, cảm nhận được ánh mắt sắc bén sáng rực của Sở Trần, cam đông cảm giác mình sắp sụp đổ. Phong tỏa của khí tức cảnh, thật sự quá đáng sợ. Cam đông thậm chí còn có loại cảm giác, chỉ cần Sở Trần nguyện ý, một ánh mắt là có thể giết chết hắn. Còn có thanh âm cam đông run rẩy, ta vừa mới nhớ nhầm, trước khi hành động, ta không có tiết lộ tin tức ra ngoài, tạm thời mà nói, không ai biết tin tức các ngươi ở Thiên Long Trang. Nghe vậy, mấy người Sở Trần liếc nhau, nếu câu này là sự thật, đó là một tin tốt. Phán đoán của Sở Trần nghiêng về những lời cuối cùng của cam đông. Trạng thái hiện giờ của cam đông bị vây trong nỗi sợ hãi cực độ, hắn đối với nỗi sợ chết vượt qua tất cả, không dám nói dối nữa. Nhưng, Sở Trần đương nhiên sẽ không bởi vậy mà hoàn toàn tin tưởng, anh phân phó Trạm Mục Tư cùng Trạm Vũ mang một bộ phận võ giả thiên ngoại thiên còn sống sót đi, chuẩn bị thẩm vấn, xác nhận tin tức trong miệng cam đông là thật hay giả. Rất nhanh, Trạm Mục Tư đi qua lại, cười lạnh nhìn cam đông một cái, hắn tên là cam đông, biết thân phận của ta. Muốn bắt ta đoạt ốc biển nhỏ lập công, cho nên phong tỏa tin tức. Sắc mặt cam đông hoảng sự, không dám nhúc nhích. Giờ phút này hắn đã hối hận không thôi, nếu như không phải bởi vì tham công, hắn cũng sẽ lập được đại công lao. Một ý niệm sai, hối hận không thôi. Sở Trần dùng kim bạc phong bế mấy huyệt vị của cam đông, làm hắn không cách nào vận khí phát công, lập tức giao cho Trạm Mục Tư xử lý. Trạm Vũ phụ trách dọn dẹp mũi tên còn sót lại tại hiện trường. Mấy người Sở Trần lại một lần nữa trở lại nóc nhà, nhìn quanh Thiên Long Trang dưới ánh trăng, rất yên tĩnh, vừa mới xuất hiện chiến đấu đột nhiên, chấm dứt cũng nhanh, bọn trẻ Thiên Long Trang cũng không có bừng tỉnh, bọn trẻ khó có được ngủ một giấc an ổn.
Ngày mai không biết sẽ là gì, nhưng ít nhất tối nay, bọn trẻ được an toàn. May mắn Cam Đông thích việc lớn hám công to, vì Thiên Long Trang tranh thủ thời gian. Liễu Như Nhạn nói, để cho bọn trẻ ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai, ta đề nghị sắp xếp bọn trẻ Thiên Long Trang lên thuyền, trước mắt mà nói, trên thuyền an toàn. Mà Thiên Long Trang bên này, mặc dù Cam Đông không có báo cáo hành động, thế nhưng, mấy đội ngũ đồng thời mất tích, nhất định sẽ có người nhận thấy được khác thường, sớm muộn gì cũng tra được Thiên Long Trang. Hãy để người già, phụ nữ, trẻ em và những người bị thương rời khỏi Thiên Long Trang. Sở Trần trầm giọng nói, chúng ta ở lại nơi này, thứ nhất bày ra một phương án, giải cứu võ giả Chiến Long đảo bị giam giữ, thứ hai, còn có thể ôm cây đợi thỏ, lần lượt đánh tan võ giả tiến vào Thiên Long Trang. Ánh mắt Sở Trần lướt qua trò, mong, dù cho tới là khí tức cảnh, số lượng không nhiều lắm, bọn họ đều có thể bắt được. Kẻ thù đang ở trong ánh sáng, họ đang ở trong bóng tối, đó là lợi thế lớn nhất. Liễu tỷ tỷ, hai vị sư thúc, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Sở Trần mờ miệng, ta ở trên nóc nhà nghiên cứu ốc biển nhỏ, thuận tiện canh gác một đêm. Sau khi ba người rời đi, Sở Trần cầm ốc biển nhỏ trong tay. Sau khi đột phá một cái trận pháp, Sở Trần tìm hiểu trận pháp xếp chồng lên nhau ngày càng dễ dàng, rất nhanh liền phá giải một cái trận pháp trong đỏ, đối với trình độ ốc biển nhỏ khống chế càng tiến thêm một bước. Sở Trần thậm chí còn nghe thấy tiếng gió truyền ra bên trong ốc biển nhỏ. Đây chắc chắn là một bước đột phá lớn. Phải biết rằng, từ khi bắt đầu có được ốc biển nhỏ, Sở Trần mỗi lần thử đặt ốc biển nhỏ ở bên tai, mỗi một lần đều là yên tĩnh không tiếng động. Khi trời sắp sáng, Sở Trần lại có đột phá mới. Lần này, bên trong ốc biển nhỏ đột nhiên truyền ra âm thanh. Không phải tiếng gió, mà là giọng nói. Sở Trần nhất thời kích động, lập tức đứng lên, đặt ốc biển nhỏ ở bên tai. Bên trong ốc biển nhỏ truyền ra thanh âm nứt quãng, rất nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Sở Trần sửng sốt một chút, thanh âm truyền ra bên trong ốc biển nhỏ, nghe qua, hình như là một đoạn Phật môn kinh văn. Đây là Sở Trần không nghĩ tới. Âm thanh này là đến từ một con ốc biển nhỏ khác. Nhưng vì sao là hòa thượng đang niệm kinh, Sở Trần thử đáp lại, xâm nhập khí tức vào trong trận pháp của ốc biển nhỏ, phát ra thanh âm có thể nghe thấy không? Nhưng đối diện bên kia, vẫn đang niệm kinh, thanh âm không có chút biến hóa. Hiển nhiên, đối diện không nghe thấy thanh âm của Sở Trần. Sở Trần cũng không hết hy vọng, lần lượt thử. Tôi là Sở Trần, nghe thấy vui lòng trả lời. Nam Mô A Di Đà Phật, Thiên Vương cái địa hồ. Đất sung núi cao, sông núi đẹp muôn đời. Nhưng mà, mặc kệ Sở Trần thử như thế nào, vẫn không nhận được phản hồi. Giữa hai con ốc biển nhỏ, dường như hình thành một cuộc đưa tin đơn phương. Sở Trần bỏ ốc biển nhỏ ra, thanh âm của ốc biển nhỏ rời khỏi tai rất nhỏ, cơ hồ không nghe thấy. Là thanh âm của mình truyền không được, hay là đối phương đang niệm kinh cản bản không chú ý. Sở Trần chỉ có thể chờ đợi, ước chừng nửa giờ sau, thanh âm niệm kinh không còn nữa. Ốc biển nhỏ bên kia an tĩnh lại, Sở Trần lập tức bắt lấy cơ hội, lần nữa phát ra thanh âm, nhưng mà, đối phương vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Sở Trần thử cảm ứng một chút, cũng không cảm ứng được phương hướng của ốc biển nhỏ khác. Một lát sau, ốc biển nhỏ bên kia lại có thanh âm truyền ra. Cẩn thận, khí độc lại đến. A-di-đà Phật, khí độc, Sở Trần giật mình, tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên, đều là khí tức cảnh đi. Bọn họ lại ngay cả nhắc tới hai chữ khí độc cũng giống như lâm đại địch, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó còn thỉnh thoảng có thanh âm truyền ra, nhưng thanh âm cũng không lớn, tựa hồ rõ ràng bị cái gì ngăn cách. Có thể lấy ốc biển nhỏ ra khỏi đúng quần hay không, Sở Trần nhịn không được âm thầm chửi bới một câu, rất nhiều lời đều nghe không rõ. Mặt trời mọc, Liễu Như Nhạn đi tới nóc nhà, Sở Trần nói phát hiện mới nhất của ốc biển nhỏ cho Liễu Như Nhạn, hơn nữa còn đưa ốc biển nhỏ cho Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn nghe một hồi, lập tức nói, bọn họ tựa hồ một mực đi lại, kỳ lạ, ốc biển nhỏ làm sao lại ở trong tay Đạt Ma Sơn. Sở Trần giật mình, không sai, từ thanh âm niệm kinh buổi sáng cũng có thể nghe ra, ốc biển nhỏ hiện tại đang ở trong tay võ giả Đạt Ma Sơn. Nhưng dựa theo lẽ thường, ốc biển nhỏ hẳn là trong tay Chiến Long Đảo mới đúng. Chẳng lẽ là võ giả Chiến Long Đảo xảy ra chuyện? Sở Trần nghĩ không ra nguyên nhân. Rất nhanh. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng cũng tới, trước sau nghe thanh âm bên trong ốc biển nhỏ. Đây quá tốt rồi, Thiên Bảo đạo sĩ kích động, ít nhất hiện tại biết bọn họ an toàn, Tiểu Trần, ngươi còn phải cố gắng, mau chóng liên lạc với bọn họ.
Sở Trần cầm lấy ốc biển nhỏ nghe một hồi, đám võ tăng Đạt Ma Sơn này thật sự quá yên tĩnh, ngoại trừ niệm kinh ra, cơ hồ không nói gì, Sở Trần cũng lười nghe lại. Thu hồi ốc biển nhỏ, Sở Trần lay điện thoại ra, có tin nhắn của Giang Ánh Đào, tin tức này càng khiến Sở Trần vô cùng bất ngờ, Giang Ánh Đào đã nhìn thấy cha mẹ Sở Trần. Tốc độ này cũng quá nhanh, gặp phụ huynh nhanh như vậy à? Sở Trần trêu chọc trả lời một câu, Giang Ánh Đào, sau đó, Giang Ánh Đào nói cho Sở Trần một tin tức càng thêm bất ngờ, cha mẹ Sở Trần đã chỉnh đốn lại mấy cỗ thế lực hải tặc cường đại nhất trong phạm vi vùng biển, tất hero già trẻ lớn bé đều đưa lên bờ, tráng hán trẻ tuổi thì tập hợp lại, hình thành một thế lực. Sở Trần trợn mắt há hốc mồm, anh vẫn cho rằng, cha mẹ chỉ là thương nhân bình thường, nếu không muốn nói bọn họ đặc biệt mà nói, bọn họ chính là tinh anh trong giới kinh doanh, đại năng trong giới thương nhân. Nhưng trước khi ra biển, lần đầu tiên từ trong miệng nhị thúc biết được, bọn họ còn là võ giả. Hiện tại càng thêm khiếp sợ chính là, bọn họ lại trong thời gian ngắn, quét sạch thế lực hải tặc hoành hành vùng biển. Không chỉ như thế, còn hợp nhất thế lực hải tặc sử dụng riêng. Cha mẹ thật lợi hại, nhưng họ muốn làm gì? Không đợi Sở Trần hỏi, tin nhắn của Giang Ánh Đào đã gửi đến, mục tiêu của bọn họ là thiên ngoại thiên, Sở Thúc vừa mới quyết định, hai ngày sau, xuất lĩnh đám hải tặc này, tiến công chiến Long Đảo. Sở Trần trố mắt đứng nhìn, anh vốn tưởng rằng cha mẹ ở vùng biển ngồi du thuyền xảy ra chuyện, không nghĩ tới bọn họ lại đang chơi một ván cờ lớn. Cha mẹ tôi đều là võ giả cảnh giới gì? Sở Trần vội vàng hỏi, có thể trong thời gian ngắn, tung hoành vùng biển, vượt qua chông gai, đánh đâu thắng đó, Sở Trần có thể đoán được thực lực của bọn họ. Quả nhiên, Giang Ánh Đào lập tức hồi phục, Sở Thúc là khí tức cảnh. Không ngoài dự đoán, Sở Trần cảm thán, cha mình thật sự khiêm tốn rồi. Giới võ giả, nhưng chưa từng có người truyền qua cái tên Sở Hạo Trúc này. Mà Sở Phu Nhân, không phải võ giả. Giang Ánh Đào bổ sung, Sở Trần giật mình, điều này là hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Cha lại dẫn theo mẹ không phải võ giả chinh chiến vùng biển, tim thật lớn a. Giang Ánh Đào hỏi về tình huống của chiến Long Đảo. Sở Trần lập tức trả lời, bên trong chiến Long Đảo, khí tức cảnh trước mắt tổng cộng có 8 người, trừ chuyện đó ra, Sở Trần nhanh chóng thông báo tình huống chiến Long Đảo cho Giang Ánh Đào. Tin nhắn cuối cùng Giang Ánh Đào nhắn cho Sở Trần là, Sở Hạo Trúc ấn định thời gian cuối cùng tiến công chiến Long Đảo vào lúc rạng sáng 2 ngày sau đó. Sở Trần cất điện thoại, hít sâu một hơi. Rạng sáng môn ngày sau, chính là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với thiên ngoại thiên. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, bắt được võ giả thiên ngoại thiên trong chiến Long Đảo. Sở Trần thông báo tình huống vừa mới nhận được cho ba người Liễu Như Nhạn. Thiên Bảo đạo sĩ nhất thời vui mừng, tốt quá rồi, nếu như công kích bên ngoài có thể thành công hấp dẫn chú ý của thiên ngoại thiên, chúng ta liền có đủ cơ hội thi triển quyền cước. Liễu Như Nhạn mỉm cười nhìn Sở Trần, lần này, người chính là cha con ra trận. Sở Trần cũng thật không ngờ, mình chờ đợi lâu như vậy, sắp gặp mặt cha mẹ, sẽ ở dưới cảnh tượng như vậy. Đương nhiên, nội tâm Sở Trần rất chờ mong. Kế tiếp, Liễu Như Nhạn tỏ vẻ muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu tin tức, trọng điểm là về sự mất tích của mấy đội ngũ đêm qua, phương diện thiên ngoại thiên sẽ ứng phó như thế nào. Lần này, Thiên Bảo Đạo Nhân và Chu Đại Tráng đều hai tay tán thành. Bọn họ tuy rằng không biết Liễu Như Nhạn dùng thủ đoạn gì, nhưng không thể không thừa nhận. Nếu đổi lại là bọn họ, không làm được trình độ này của Liễu Như Nhạn. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng cũng chia làm hai đường, Thiên Bảo đạo sĩ phụ trách tuần tra gần Thiên Long Trang, tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, mà Chu Đại Tráng thì cùng Sở Trần lần nữa đi tới hầm ngầm. Sở Thiếu Hiệp, khi thân ảnh Sở Trần vừa xuất hiện trong hầm, Trạm Vũ liền kích động đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Thiên Long Trang tùy thời có thể phát sinh chiến đấu, cho nên, các ngươi thu dọn một chút. Người bị thương, cùng với già trẻ lớn bé tất cả đều đi theo chúng ta, lên thuyền chờ, tùy tình huống tiến hành định đoạt bước tiếp theo. Trạm Vạn Dẫy dụa đứng lên, thân thể của tôi gần như khôi phục rồi, tôi có thể ở lại, tuy rằng không giúp được quá nhiều, nhưng chạy việc vặt gì đó, tôi có thể đảm nhiệm. Sở Trần ngược lại không có ý kiến, người trẻ tuổi, dưới tình huống gia viên bị xâm lấn, có thể có dũng khí này đó là chuyện tốt. Bà sáu ngón cũng muốn ở lại, nhưng Sở Trần cự tuyệt. Tiên Tiên, chú đưa mọi người đến nơi an toàn trước. Sở Trần mỉm cười ôm lấy Tiên Tiên. Thần sắc Tiên Tiên sợ hãi bắt lấy cổ áo Sở Trần, xoay quanh trong đầu cô bé chú Sở chính là người so với Diêm Vương gia còn hung dữ hơn, không có cách nào xóa đi.
Trạm Mục Tư rất nhanh cũng triệu tập trẻ con trong Thiên Long Trang cùng với những người bị thương được cử từ bên ngoài ngày hôm qua, khi nghe được Sở Trần muốn đưa bọn họ lên thuyền, bọn họ đều kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này, là ngày đen tối của Chiến Long Đảo. Người Chiến Long Đảo, nằm mơ cũng muốn thoát khỏi Chiến Long Đảo, thế nhưng, có thể thành công chạy trốn, lại càng ít. Người Chiến Long Đảo bị bắt làm nô dịch, giam cầm, tàn sát, bọn họ ngẩng đầu, phảng phất vĩnh viễn cũng không nhìn thấy trời nắng. Từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên người Sở Trần, kích động đồng thời, ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Trước khi tai nạn xảy ra ở Chiến Long Đảo, người Chiến Long Đảo từ nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng chính là Chiến Long Đảo là vi tôn. Chiến Long Đảo là đệ nhất đảo vùng biển, là chí tôn của giới võ giả vùng biển, võ giả phỏng tầm mắt dưới trời, trong lòng bọn họ, cũng là Chiến Long Đảo đệ nhất thiên hạ. Nhưng Chiến Long Đảo bị diệt, ngay cả lực phản kích cũng không có. Hiện giờ cứu bọn họ, chính là võ giả lục địa mà bọn họ đã từng không để vào mắt. Chú Sở, cảm ơn chú. Một đứa trẻ đi tới trước mặt Sở Trần, cúi đầu thật sâu, sau đó đi theo Trạm Mục Tư đi ra ngoài. Mỗi một người rời đi, đều đi về phía Sở Trần, cảm tạ cúi đầu. Thiên Bảo đạo sĩ phụ trách tuần tra xung quanh, Sở Trần cùng Chu Đại Tráng một đường hộ tống, vô kinh vô hiểm đi tới trước sườn đồi. Bởi vì cửa động ẩn nấp, Thiên Ngoại Thiên cũng không biết nơi này có con đường ra đảo, cho nên một đường tới đây, không có gặp phải đội ngũ tuần tra của Thiên Ngoại Thiên. Một lần nữa trỏ, lại cái động vách núi tối tám này, cô bé theo bản năng bắt được Sở Trần. Cô cảm giác, chú Sở tuy rằng hung dữ, nhưng rất có cảm giác an toàn. Đi ra khỏi sơn động, phóng mắt nhìn lại là đống đá ngầm, Sở Trần cùng Chu Đại Tráng thay phiên nhau dẫn theo đứa trẻ lên thuyền. Sau khi giải quyết các già trẻ lớn bé, đám người Sở Trần trở về Thiên Long Trang. Trạm Văn, Trạm Vũ cùng Trạm Mục Tư ba người đứng trước mặt Sở Trần. Những người đêm qua đều xử lý như thế nào? Sở Trần hỏi, ba người nhìn nhau một cái, Trạm Mục Tư đi lên, hít sâu một hơi, thông qua thẩm vấn biết được, trong bọn họ, trong tay mỗi người đều nắm vài sinh mạng vô tội của Chiến Long Đảo, cho nên chúng ta không có lựa chọn để tha thứ. Sở Trần nhìn ba người, không nói gì, nếu như là anh, người xâm phạm nhà nước anh cũng sẽ không bỏ qua. Đây là điều bình thường của con người. Võ giả Thiên Ngoại Thiên làm việc tàn nhẫn, chết không đáng tiếc. Rạng sáng môn ngày sau, chúng ta sẽ quyết tử chiến với cường giả Thiên Ngoại Thiên trên Chiến Long Đảo. Sở Trần nói ra kinh người, khiến ba người đều chấn động, bọn họ đều biết thế lực Thiên Ngoại Thiên khủng bố. Theo bọn họ thấy, Sở Trần có thể thông qua một vài thủ đoạn cứu cô nhiều và võ giả Chiến Long Đảo xung quanh, đã rất tốt, nhưng không nghĩ tới, mục tiêu của Sở Trần lại là bắt được toàn bộ Chiến Long Đảo. Các ngươi có cách liên lạc với một vài đồng bạn trong Chiến Long Đảo không bị nhốt không? Sở Trần nói, nếu như có thể chỉnh hợp một vài đội ngũ, đối với hai ngày sau quyết chiến, có thể có trợ giúp rất lớn. Ba người nhìn nhau một cái. Trạm Mục Tư cắn ráng, giữa trạm thì chúng ta sẽ có một vài ký hiệu liên lạc đặc biệt cùng với nội y tị nạn. Chúng ta sẽ tìm từng người một, tin tưởng nhất định có thể đem lực lượng giải rác tụ tập lại. Trạm Mục Tư cũng rất rõ, quá trình này sẽ hung hiểm cỡ nào. Hiện giờ toàn bộ phạm vi Chiến Long Đảo đều là đội tuần tra của Thiên Ngoại Thiên. Nhưng vì Chiến Long Đảo, bọn họ liều mạng. Giờ này khắc này, Trạm Mục Tư, Trạm Văn, Trạm Vũ, ánh mắt ba người vô cùng kiên định. Chiến Long Đảo là quê hương của bọn họ không có lý do gì để lùi bước. Ngay cả khi con đường phía trước là nguy hiểm, họ phải cũng muốn đi về phía trước. Thua không hối hận, thắng, chính là anh hùng của Chiến Long Đảo. Ánh mắt Sở Trần dừng trên người Trạm Mục Tư. Gật gật đầu, vì quê hương của mình. Ba người sau khi chỉnh sửa một chút, đi ra Thiên Long Trang, bọn họ đều mặc đồ xanh, người đeo cung tiễn, cải trang trở thành võ giả Thiên Ngoại Thiên. Thời tiết sâu trong vùng biển hơi lạnh, gió lạnh hiu hiu thổi qua, ba người đón gió sải bước rời đi. Họ đang chiến đấu cho chính mình. Bên trong Thiên Long Trang, Chu Đại Tráng nhìn Sở Trần, người thật sự yên tâm đế cho ba người bọn họ hành động, thẳng thắn mà nói, lấy thực lực của bọn họ. Lần này đi, cửu tử nhất sinh. Con người trong tình huống tuyệt vọng, sẽ bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là, khi đang ở trong tuyệt vọng, thoạt nhìn thấy hy vọng rạng sáng. Sở Trần nhìn phương hướng ba đạo thân ảnh đi xa, hiện tại, bọn họ chính là ở loại trạng thái này, đương nhiên, sư thúc nói là đúng, lấy thực lực của bọn họ, rất khó hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên, vẫn phải để sư thúc âm thầm hộ tống bọn họ. Khóe miệng Chu Đại Tráng dương lên. Vì sao không dứt khoát để cho ta trực tiếp dẫn đội? Sở Trần rót một chén trà,
nhấp một ngụm. Thứ nhất, trong chiến long đảo, đội ngũ tuần tra trải rộng khắp thiên ngoại thiên, lực lượng của chúng ta ở trong bóng tối, phải tận khả năng duy trì ở chỗ tối, cho dù thân phận ba người chạm mục tư bị bại lộ, người cũng vẫn ở trong bóng tối. Thứ hai, hành trình của chạm mục tư một đường tới chúng ta có thể nhìn thấy, thế nhưng, chạm vàn chạm vũ, chúng ta tuyệt đối không hiểu rõ, sư thúc ở trong bóng tối bám theo, cũng có thể có tác dụng đề phòng nhất định, ở vùng biển xa xôi, chúng ta cũng không thể không hề giữ lại tin tưởng người khác. Thứ ba, Sở Trần mỉm cười, ta nói rồi, đây là quê hương của bọn họ, chỉ là chúng ta liều mạng làm sao được, tụ tập lực lượng chiến long đảo giải rác trong đảo lại, cỗ lực lượng báo thù này bộc phát, tuyệt đối có thế ngàn cân treo sợi tóc. Thứ tư, Sở Trần dừng một chút, Chu Đại Tráng đã không kịp thốt ra, một chi tiết nhỏ, ngươi lại còn suy nghĩ nhiều như vậy. Các chi tiết quyết định sự thành công hay thất bại. Sở Trần đứng lên, Đại Tráng sư thúc, nhanh đi đi. Vậy thử bốn là cái gì? Sự tò mò của Chu Đại Tráng được khơi gợi. Sư thúc trên đường vừa vặn nhàm chán, không bằng tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Sở Trần bước nhanh rời đi. Chu Đại Tráng giật mình, một lát sau, vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm, thứ tư là cái gì? Thiên Long Trang to như vậy, chỉ còn lại có một mình Sở Trần. Sở Trần không nhàn rỗi, nhảy lên nóc nhà, dựa lưng vào ánh mặt trời râm mát, lấy ra ốc biển nhỏ. Khí tức thấm vào trong ốc biển nhỏ, đồng tử Sở Trần đột nhiên co rụt lại, bên trong ốc biển nhỏ, giờ phút này lại truyền đến thanh âm đánh nhau. Nghe thấy rõ ràng nhất, chính là thanh âm mũi tên phá không. Chẳng lẽ là đặc phái viên thiên ngoại thiên, cũng tiến vào cấm địa. Trong đầu Sở Trần trong nháy mắt hiện lên một suy nghĩ như vậy, rất nhanh liền tự phủ định. Ngoại trừ mũi tên phá không cùng với từng tiếng va chạm ra, anh không có nghe thấy bất luận thanh âm nói chuyện gì không giống như hai bên gặp phải chiến tranh. Sở Trần nghe cũng lo lắng khỏ nhịn, đám võ tăng Đạt Ma Sơn này, tu chính là tu khổ hạnh đi, lại ngay cả nói cũng không nói nhiều hai câu. Tán gẫu hai câu nhiều chuyện cũng tốt ha, chức năng truyền tin một chiều của ốc biển nhỏ, thích hợp nhất để nghe nhiều chuyện. 10 phút sau, thanh âm của mũi tên không thấy đâu, bên kia ốc biển nhỏ khôi phục yên tĩnh. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật, sau đó trong đầu Sở Trần phảng phất xuất hiện một bức tranh, một lão hòa thượng khoanh chân ngồi xuống, hai tay khép lại, nhắm mắt dưỡng thần. Không thể đòi người khác khống chế ốc biển nhỏ sao, Sở Trần nói thầm, nếu chính sư phụ của mình cầm ốc biển nhỏ thì tốt biết bao, nói không chừng mình có thể nhân cơ hội nghe được một vài nhiều chuyện của bọn họ. Lúc này, Sở Trần đột nhiên dựng thẳng lỗ tai lên, anh nghe thấy một thanh âm phẫn nộ, Trạm Đông Sơn, người muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Trạm Đông Sơn, không phải là ông nội của Trạm Mục Tư sao? Sở Trần nhất thời tinh thần chấn động, nghe lén lâu như vậy, rốt cục cũng nghe được. Xa xa, truyền đến một tiếng hừ lạnh, Sở Trần suy đoán là thanh âm của Trạm Đông Sơn, buồn cười, người cảm thấy là lão phu cố ý kích động cơ quan, muốn kéo người của Chiến Long Đảo cùng chết sao? Nhưng chúng ta ai cũng thật cẩn thận đi về phía trước, các ngươi lại kích động trận pháp. Hành động không thể nghi ngờ mà thôi. Sở Trần giật mình, hai bên ngươi tới ta lui, ngươi một câu ta một câu, cho Sở Trần một loại cảm giác người đàn bà đanh đá chửi mắng chửi gió. Lúc này, một đạo thanh âm lặng lẽ vang lên, Huyền Linh sư huynh, bọn họ cãi nhau rồi. Đừng nói chuyện, im lặng xem kịch, đừng mất đi khí độ của Đạt Ma Sơn. Sở Trần, anh làm sao bỗng nhiên cảm giác được đám võ tàng Đạt Ma Sơn không phải không thích nói chuyện, mà là buồn bực. Thông qua phương pháp loại trừ, Sở Trần biết được thân phận của đám người cãi nhau với Trạm Đồng Sơn, đương nhiên là đến từ phái Bắc Đẩu, anh đến nay vẫn chưa nghe thấy thanh âm của chín vị sư phụ. Đồng thời, Sở Trần cũng biết được một tin tức, võ giả Tứ Tông, một mực đi về phía trước, về phần phía trước của bọn họ đến tột cùng là phương hướng gì. Tồn tại cái gì, ngay cả chính bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Điều duy nhất có thể chắc chắn là họ càng đi về phía trước, bọn họ càng gặp nhiều nguy hiểm. Thần sắc Sở Trần cũng dần dần ngưng trọng, điều này có nghĩa là, anh phải mau chóng hoàn toàn khống chế ốc biển nhỏ, thông qua ốc biển nhỏ liên lạc với chín vị sư phụ, tìm được cách cứu chín vị sư phụ. Sở Trần bỗng nhiên nghĩ đến đảo Vỏ Sò. Anh hiện tại đối với khống chế ốc biển nhỏ đã đến trình độ nhất định. Nếu như đảo Vỏ Sò có thể có cái gì giúp được anh mà nói, có thể đẩy nhanh quá trình anh liên hệ với chín vị sư phụ. Sở Trần xem qua bản đồ, vị trí của đảo Vỏ Sò cách Chiến Long Đảo, khoảng cách đi thuyền đại khái là nửa ngày, nhưng, đó chỉ là phương hướng đại khái, chưa chắc có thể tìm được. Vị tiền bối kia cục đặc chiến đã từng leo lên đảo Vỏ Sò, về sau lúc trở về tìm, cũng không tìm được đảo Vỏ Sò.
Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần sau khi ra biển không có đi đảo vỏ só trước, xác suất tìm thấy là rất thấp. Sau khi phái Bắc Đẩu cãi nhau với Chiến Long đảo một hồi, hai bên nghỉ ngơi tại chỗ. Sở Trần một bên duy trì sự chú ý đối với ốc biển nhỏ, một bên khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Đối mặt với tất cả những điều không rõ, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Sở Trần vừa mới hoàn thành một vòng tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Huyền Linh Đại Sư, một ngày trôi qua, ốc biển nhỏ hẳn là đến phiên chúng ta quản rồi. Sở Trần nghe ra thanh âm này, người ban ngày ầm ĩ hung dữ nhất với Trạm Đông Sơn. Đến từ phái Bắc Đẩu, Sở Trần nhất thời lấy lại tinh thần. Khối lượng thông tin cho câu này là quá lớn. Xem ra bốn tông đã đạt thành hiệp ước, luân phiên bảo quản ốc biển nhỏ. Chiến Long đảo lại cũng đồng ý. Sở Trần cảm thán một câu, đồng thời trong lòng mang chờ mong, tối mai, có thể hay không đến phiên chín vị su, phụ quản ốc biển nhỏ. Sau khi ốc biển nhỏ đổi người, thanh âm quả thật náo nhiệt không ít. Trận doanh phái Bắc Đẩu, buổi tối, tràn ngập các loại đối thoại, ngay từ đầu Sở Trần còn nghe được say sưa, nửa giờ sau, cảm giác không hề có dinh dưỡng, tẻ nhạt vô vị, cơ hồ đều là oán giận, nội dung oán giận rất giống nhau. Đều do Trạm Đồng Sơn, nếu như chỉ là bình thường, tiến vào đảo cấm kỵ, ở vùng ven tìm kiếm cơ duyên, mỗi người đều có thế thắng lợi trở về, mà lần này, khẩu vị của Trạm Đông Sơn quá lớn, lại phải xâm nhập vào trung tâm của đảo cấm kỵ, mới dẫn đến cục diện hiện giờ. Chúng ta xông vào, người bên trong xông ra ngoài, nếu như chúng ta còn không mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, giới võ giả ai có thể ngăn cản thần tiễn của thiên ngoại thiên. Ta nhớ vợ ta rồi, ngươi nhắc tới như vậy, ta đột nhiên nhớ tới, Vương Sư Điệt cách vách ngươi, thường xuyên đến nhà ngươi ăn cơm. Đại Xu, huynh đang nghiên cứu ốc biển nhỏ, không biết có thể phát hiện ra gì hay không? Sâu trong khu rừng này, đến tột cùng là cái gì? Có lẽ, đó là tách khỏi đường. Dần dần, an tĩnh lại. Sở Trần từ trong ốc biển nhỏ cũng không nghe thấy quá nhiều động tĩnh, cũng dứt khoát đặt ốc biển nhỏ sang một bên. Anh chờ mong chính là tối mai, ốc biển nhỏ có phải sẽ ở trong tay chín vị sư phụ hay không? Sở Trần cũng phải tranh thủ thời gian nghiên cứu trận pháp bên trong ốc biển nhỏ. Hy vọng có thế ở thời điểm chín vị sư phụ khống chế ốc biển nhỏ, thành công liên lạc với chín vị sư phụ. Xa xa, dưới ánh trăng, một bộ áo đỏ phiêu bạt mà tới. Liễu Như Nhạn đã trở về. Người của Thiên Long Trang, đều rút lui rồi. Sở Trần nói, tình huống bên ngoài thế nào? Liễu Như Nhạn từ trong túi lấy ra một tờ giấy, phía trên là bản đồ vẽ tay. Trên giấy, vẽ bản đồ đơn giản của 5 tòa nhà. Phía trên còn chi chít ghi lại tình huống phòng ngự cụ thể của 5 nơi này. Nơi này chính là nám nhà tù giam giữ võ giả Trạm Thị sao? Sở Trần nghiêm túc xem qua sau đó, thần sắc lướt qua một tia nghi hoặc, lại hoàn toàn không có khí tức cảnh canh giữ. Phòng ngự của nám nhà tù này, theo Sở Trần thấy, tiện tay có thể phá. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần một cái, người đừng ôm tư tưởng vào trước làm chủ, trong mắt thiên ngoại thiên, giới võ giả hiện nay, võ giả khí tức cảnh. Đều đã bị vây trong cấm địa của bọn họ, nám chỗ ngục giam, mỗi một chỗ đều có ít nhất nám tông sư đỉnh phong trấn thủ. Điều này đã nói rõ thiên ngoại thiên đủ coi trọng, hơn nữa còn phải lấy nám chỗ ngục giam này làm mồi nhử, dụ dỗ lực lượng ẩn núp trong Chiến Long đảo. Sở Trần gật gật đầu, còn nữa, người chú ý đến sự phân bố vị trí của năm nhà tù, có hình quạt. Liễu Như Nhạn chỉ vào bản đồ, vẽ ra một cái quạt, nơi năm nhà tù kéo dài và giao nhau, vị trí này. Chính là thánh địa tu luyện của dòng tộc Trạm Thị, là một động tiên, ta không tùy tiện tiếp cận, nhưng có thể xác định, ít nhất có 3 khí tức cảnh tỏa trấn ở đây, bất luận nhà tù nào xảy ra vấn đề, bọn họ đều có thể đến trước. Giữa nhà tù và nhà tù hỗ trợ lẫn nhau, khu vực và khu vực cũng chiếu ứng lẫn nhau, lực lượng phân bố trên thiên ngoại thiên trên Chiến Long đảo, tuyệt đối mạnh mẽ. Nếu như không có biến số Sở Trần này mà nói, căn bản sẽ không có người có thể đánh vào bên trong Chiến Long đảo vào lúc này. Liền xem Trạm Mục Tư có thể kịp thời tụ tập bao nhiêu lực lượng nội bộ Chiến Long đảo. Nếu chỉ dựa vào mấy người Sở Trần mà nói, muốn đồng thời phát động thế công đối với 5 nhà tù, phân thân không có cách. Mấy đội tuần tra mất tích cũng đã dẫn đến chú ý, phụ trách điều tra chính là một đặc phái viên thiên ngoại thiên, họ Vạn, tên Ba Nam. Liễu Như Nhạn nói, nhưng, công tác giữ bí mật của Cam Đông làm không tệ. Đặc phía viên Vạn Ba Nam còn chưa tra được người tới Thiên Long Trang, lúc ta trở về, mờ mờ để lại một chút manh mối, hy vọng hắn có thể sớm điều tra đến nơi này. Liễu tỷ tỷ cao minh, Sở Trần mỉm cười,
Trước khi quân đoàn hải tặc do phụ thân thu thập tiến công chiến Long Đảo, Thiên Long Trang hiển nhiên là một nơi cực tốt làm suy yếu thực lực trình thể của Thiên Ngoại Thiên. Tốt nhất chính là đặc phái viên Thiên Ngoại Thiên nối tiếp đến Thiên Long Trang, lối đánh đưa tiễn từng người. Đúng rồi, Liễu tỷ tỷ, tỷ có biết năm ngục giam đều cụ thể giam giữ người nào không? Sở Trần hỏi, hôm nay lúc đưa Tiên Tiên ra ngoài, đôi mắt to của Tiên Tiên từng nhìn chằm chằm Sở Trần, hy vọng Sở Trần có thể cứu cha cô bé ra. Liễu Như Nhạn yên lặng nhìn thoáng qua Sở Trần, người coi ta là thần tiên sao? Cho dù lẻn vào trong ngục giam, Liễu Như Nhạn cũng không có khả năng biết thân phận người bị giam giữ. Bọn họ cũng không phải trên người mỗi người đều treo một cái thẻ biển thị thân phận. Sở Trần lấy ốc biển nhỏ ra cho Liễu Như Nhạn, hiện tại đến phiên phái Bắc Đấu quản ốc biển nhỏ. Liễu Như Nhạn nghe xong một hồi, phái Bắc Đầu tựa hồ cũng không có cách nào nghiên cứu ốc biển nhỏ. Phái Bắc Đầu không được, không có nghĩa là Cửu Huyền Môn không được. Sở Trần nói, ta có loại cảm giác, chờ thời điểm 9 vị sư phụ của ta nắm trong tay ốc biển nhỏ, hai bên chúng ta cùng nhau tìm hiểu trận pháp bên trong ốc biển nhỏ, nhất định có thể sinh ra cộng hưởng. Một đêm nay, Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn ngồi trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cúi đầu nghiên cứu ốc biển nhỏ, chờ người xa xa. Không đúng, là đặc phái viên Thiên Ngoại Thiên, địa thế chiến Long Đảo, dãy núi rất nhiều, gió lạnh khắc nghiệt. Cũng bởi vì địa thế như vậy, mới khiến một vài võ giả chiến Long Đảo thành công tránh né Thiên Ngoại Thiên đuổi giết, bọn họ đối với địa thế chiến Long Đảo quá quen thuộc, dựa vào điểm này cùng Thiên Ngoại Thiên chu toàn, nhưng mà, thực lực tuyệt đối chênh lệch, khiến bọn họ chỉ có thể cả ngày chạy trốn. Một hang động tối tăm, trong sơn động tụ tập một đám võ giả chiến Long Đảo. Dẫn đầu là một hộ pháp trưởng lão của chiến Long Đảo, Trạm Hữu. Trạm Hữu là võ giả võ đạo tông sư giai đoạn sau, lúc chiến Long Đảo bị phá, hắn xuất lĩnh võ giả Trạm Thị ra sức chống cự, cuối cùng rút lui tới ngọn núi này. Ngay từ đầu hơn 200 võ giả đi theo bên cạnh hắn, đã chỉ còn lại chưa tới 50. Trong sơn động, tất cả mọi người đều yên lặng báng bó vết thương của mình. Mấy ngày nay, võ giả Thiên Ngoại Thiên hiển nhiên đã biết vị trí ẩn thân đại khái của bọn họ. Điều binh khiển tướng, càng ngày càng nhiều đội tuần tra xuất hiện ở ngọn núi này. Bọn họ đã không thể lui được nữa. Sơn động yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến một hồi giọng nói nhỏ nức nở. Một gương mặt trẻ tuổi, cánh tay trái bị thương, vết thương báng bó còn có vết máu. Lúc này, cúi đầu khóc, thanh âm thoáng mang theo run rẩy. Hia là, chúng ta hàng đi, chỉ cần chúng ta không chống cự, Thiên Ngoại Thiên sẽ không giết chết tất cả chúng ta, bá bá bá. Từng đạo ánh mắt rơi vào trên người võ giả trẻ tuổi này. Nếu như là mấy ngày trước, võ giả trẻ tuổi nói ra những lời này, nhất định sẽ bị phẫn nộ chỉ trích trước tiên. Nhưng hôm nay, bọn họ đã đến tuyệt cảnh. Không có lối thoát, đầu hàng, như thể trở thành lối thoát duy nhất. Thanh âm nức nở của võ giả trẻ tuổi, cùng với một câu đầu hàng trong tuyệt vọng của hắn, tựa như ma chú quanh quẩn trong sơn động. Mọi người trầm mặc, phảng phất đang yên lặng đồng ý suy nghĩ của võ giả trẻ tuổi. Bọn họ, muốn tiếp tục sống lúc này, bọn họ phảng phất đều có thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tìm kiếm bọn họ. Tất cả mọi người đều rõ tác phong của Thiên Ngoại Thiên, đầu hàng là lối thoát duy nhất, phàm là người không hàng, ngoại trừ bị giết tại chỗ ra, đã bị giam giữ nhốt lại, bị cực hình, sống không bằng chết. Võ giả trẻ tuổi lau nước mắt, thân thể không ngừng run rẩy cuộn mình, tôi thật sự không muốn chết a. Khóc không thành tiếng, đã hoàn toàn sụp đổ, từ nhỏ được nuông chiều. Sống an nhàn sung sướng, khi nào đã phải chịu loại thống khổ tra tấn này? Suy nghĩ không muốn chết trong đầu, điên cuồng sinh sôi trong đầu. Tôi muốn đầu hàng, võ giả trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài sơn động. Ba, một cây roi dài như sấm đánh vào người võ giả trẻ tuổi. Võ giả trẻ tuổi nhất thời kêu thảm thiết ngã xuống đất, trên người đế lại một vết roi rõ ràng có thể thấy được, máu me đầm đài. Thần kinh mọi người trong sơn động trong nháy mắt căng thẳng. Một cây roi này, xuất phát từ hộ pháp trưởng lão duy nhất trong sơn động, Trạm Hữu. Trạm Hữu đứng lên, hy vọng một roi này, nếu không đánh chết ngươi, có thể đánh thức ngươi tỉnh. Trạm Hữu đi tới trước mặt võ giả trẻ tuổi, nhìn chằm chằm hắn, ngươi cảm thấy hiện tại cứ như vậy đi ra khỏi sơn động, tìm được người của Thiên Ngoại Thiên, nói với bọn họ ngươi đầu hàng, ngươi có thể được đối xử tử tế sao? Ta dám bảo đảm, nơi này ít nhất hơn một nửa người, đều sẽ bị tàn sát. Võ giả trẻ tuổi lấy lại tinh thần, gian nan đứng lên, khuôn mặt biến ảo vài cái. Hơn một nửa người sẽ chết, tốt hơn tất cả mọi người chết, võ giả trẻ tuổi trong lòng nghĩ, cũng không dám nói ra. Hắn sợ không có chết trong tay Thiên Ngoại Thiên,
ngược lại bị roi của Trạm Hữu quất chết. Bầu không khí trong sơn động lạnh lẽo yên tĩnh đáng sợ. Ánh mắt Trạm Hữu chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, ánh mắt mang theo vài phần bi thương, các ngươi có phải đều cảm thấy mình có thể sẽ trở thành một nửa may mắn còn sống sót hay không? Nếu đó là sự thật, ta lấy làm hổ thẹn cho các ngươi. Trạm Hữu không liếc mắt nhìn những người này một cái nữa, ánh mắt dừng về phía cửa động đêm khuya, dựa vào ánh trăng yếu ớt hiếm có. Ta muốn hỏi ngươi, khi sinh mệnh của ngươi, lấy hy sinh tôn nghiêm làm đại giới, hy sinh huynh đệ chiến hữu bên cạnh làm đại giới đổi trở về, lương tâm của các ngươi có thể bị tra tấn hay không? Võ giả trẻ tuổi nắm hai tay, vết roi nóng bỏng, thanh âm mơ hồ run rẩy, tôi chỉ muốn sống. Ai không muốn sống? Trạm Hữu tức giận nhìn võ giả trẻ tuổi. Nếu hôm nay ngươi đầu hàng thiên ngoại thiên, sống sót, khi ngươi đi ra ngọn núi này, nhìn thấy võ giả chiến đấu tàn sát người khác, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi sẽ làm gì khi ngươi nhìn thấy những người khác đùa giỡn với người phụ nữ chiến long đảo? Ngươi sẽ làm gì khi ngươi nhìn thấy những người khác sử dụng chiến long đảo như một nô lệ để xúc phạm và đùa giỡn? Âm thanh như sấm sét, võ giả trẻ tuổi trong đầu nổ vang. Hắn không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy. Ngươi có thể làm được, thờ ơ sao? Trạm Hữu nở nụ cười, nếu như ngươi có thể, ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài đầu hàng, lão phu tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Tôi, thân hình võ giả trẻ tuổi kịch liệt run rẩy. Nếu hình ảnh đó thực sự xảy ra trước mặt hắn, hắn có thể thờ ơ không? Hắn không thể, nếu như ngươi không thể làm được, người khác khi dễ người thân của ngươi, ở một bên tươi cười nghênh đón, vỗ tay, vậy thì câm miệng cho lão phu. Trạm Hữu nhìn chằm chằm võ giả trẻ tuổi, bỏ y vì, đến lúc đó, ngươi cũng phải chết. Thay vì mất hết tôn nghiêm, bị người lăng nhục rồi lại bị giết, vì sao không liều hết giọt máu cuối cùng, cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Câu nói cuối cùng của Trạm Hữu vang vọng trong sơn động. Võ giả trẻ tuổi ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác, không nhúc nhích, một lát sau, gào khóc. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Lời nói của Trạm Hữu giống như sấm sét vang vọng màng nhĩ của tất cả mọi người trong sơn động. Như sấm bên tai, không ít người mặt xấu hổ, từng người nhao nhao đứng lên. Hữu hộ pháp nói đúng, quê hương của chúng ta đã bị chiếm lĩnh, chẳng lẽ còn muốn bị trà đạp tôn nghiêm sao? Khi tất cả võ giả chiến long đảo đều mất đi ý chí phản kháng, đó mới là sự sụp đổ thật sự của chiến long đảo. Đầu hàng, đại khái là hình ảnh thiên ngoại thiên muốn nhìn thấy nhất. Cảm ơn hữu hộ pháp đã đánh tôi cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ đầu hàng vừa mới sinh ra trong nháy mắt. Đều do Trạm Bố Vàn, sợ chết, tôi thiếu chút nữa đã quên, hắn chính là nhân vật cùng nổi danh với Trạm Mục Tư, được xưng là song thiếu Trạm Thị. Song thiếu ở đây, đương nhiên là nghĩa xấu. Lúc này Trạm Bố Vàn tựa hồ cũng nghĩ đến Trạm Mục Tư, khóc đỏ mắt, sớm biết, tôi cũng nên đi theo Trạm Mục Tư rời khỏi vùng biển, đi tới đất liền, là có thể tránh thoát một kiếp này. Ngươi chẳng lẽ không biết, thiên ngoại thiên cũng phái người đến đất liền sao? Trạm Hữu nhìn chằm chằm Trạm Bố Vàn. Lạnh lùng nói, đám người hộ pháp Trạm vô địch, đều đã bị giết, chỉ có Trạm Mục Tư không rõ tung tích. Hắn nhất định là đầu hàng thiên ngoại thiên rồi. Trạm Bố Văn ngẩng đầu, tôi hiểu rõ hắn, dưới loại tình huống này, hắn nhất định sẽ đầu hàng. Suy bụng ta ra bụng ngươi, nếu là mình, cũng sẽ đầu hàng. Trạm Bố Văn chỉ là muốn nói cho mọi người biết, người sẽ sinh ra ý nghĩ đầu hàng, tuyệt đối không chỉ có một mình Trạm Bố Văn. Ai nói tôi sẽ đầu hàng a? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài cửa động truyền đến. Trong nháy mắt này, võ giả trong sơn động giống như chim sợ cành cong nhao nhao đứng lên, khuôn mặt biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm hướng cửa động. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là ba người Trạm Mục Tư. Ai? Trạm Hữu bắt chặt roi dài, đứng ở phía trước, nhìn Trạm chú về phía trước. Hữu hộ pháp, là tôi, Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư mở miệng. Hai người bên cạnh cũng vội vàng nói, tôi là Trạm Văn, Trạm Vũ. Mục Tư ca, Trạm Bố Vàn không thể tin đứng lên, sao anh lại ở đây? Vừa rồi mới nhắc tới Trạm Mục Tư không rõ tung tích, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện. Điều này khiến người ta cảm thấy một chút không thực tế. Trạm Hữu cũng kích động, Trạm Văn, Trạm Vũ, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mặc dù cùng là Trạm Thị, nhưng quan hệ giữa Trạm Hữu và Trạm Văn, Trạm Vũ càng thêm thân thiết. Đương nhiên. Trạm Mục Tư chính là cháu ruột của đảo chủ, sự xuất hiện của hắn cũng khiến người ta phấn chấn trong nháy mắt. Nhưng một giây sau, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi không phải đã đầu hàng thiên ngoại thiên rồi chứ? Vừa dử lời, trong sơn động nhất thời an tĩnh, ánh mắt đều rơi vào trên người Trạm Mục Tư. Đúng vậy,
đây chính là Trạm Mục Tư, một trong hai cánh tay của Trạm Thị. So sánh bộ dạng sụp đổ vừa rồi của Trạm Bố Vàn, giờ phút này Trạm Mục Tư vẻ mặt trầm ổn rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hắn đã đầu nhập vào Thiên Ngoại Thiên. Đầu hàng, không tồn tại, Trạm Mục Tư trấn thanh nói, tôi mời trợ thủ, từ lối đi bí mật sau những tảng đá phía sau vách đá tiến vào Chiến Long Đảo, cứu chị dâu Phương Lệ Tiên Tiên, sau đó đến Thiên Long Trang, đoạt lại quyền khống chế Thiên Long Trang. Hiện tại, chúng ta phải liên hợp phân tán lực lượng Trạm Thị bốn phía Chiến Long Đảo, nhất cử phản công, đoạt lại Chiến Long Đảo. Bên trong hang đá, lặng ngắt như tờ. Rất lâu, Trạm Bố Văn cẩn thận mở miệng, Mục Tư ca, anh, sao chứ? Trạm Mục Tư sừng sốt, hắn vốn tưởng rằng mình một hơi nói ra đại khái sự tình, sẽ khiến cho mọi người phấn chấn cùng kích động, nhưng trên thực tế, phản ứng của mọi người rất nhất trí, bọn họ không tin. Đều cảm thấy Trạm Mục Tư đang nói nhảm, tìm trợ thủ, cứu hai mẹ con, đoạt được Thiên Long Trang, còn muốn thuận thế đoạt lại Chiến Long Đảo, thật là một câu chuyện vớ vẩn. Cái khác không nói, giới võ giả hiện nay, còn có thế lực nào có thể cùng Thiên Ngoại Thiên địch lại sao? Trạm Mục Tư, lúc này ngươi còn có thế dũng cảm trở về Chiến Long Đảo, ta cảm thấy rất vui mừng, về phần những thứ khác chúng ta hãy nói sau. Trạm Hữu đã nói cũng đủ rõ ràng rồi, cho dù tất cả đều là Trạm Mục Tư nghĩ ra, hắn cũng không muốn vạch trần, ít nhất, từ tình huống trước mắt mà xem, cũng là song thiếu Trạm Thị, biểu hiện của Trạm Mục Tư so với Trạm Bố Văn tốt hơn nhiều. Trạm Mục Tư nhất thời mặt tối sầm lại, giờ khóc giờ cười, Hữu hộ pháp, sao ngài cũng không tin tôi. Nói như thế trước đây ta đã tin ngươi, Trạm Hữu trong miệng không nói gì, vỗ vỗ bả vai Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư nói là thật, Trạm Vũ rốt cục nhìn không nổi nữa, nói chuyện mình gặp phải ra, là Trạm Mục Tư cùng cường giả Cửu Huyền Môn xuất hiện, cứu được người của Thiên Long Trang. Cửu Huyền Môn, Trạm Hữu nhìn Trạm Mục Tư, người giúp đỡ mà ngươi vừa nói, đến từ Cửu Huyền Môn. Trạm Mục Tư gật đầu, hắn chính là thiếu chủ Cửu Huyền Môn, Sở Trần, Sở Thiếu Hiệp. Điều này càng ngày càng không hợp lẽ thường. Trạm Hữu nghe qua cái tên Sở Trần này. Một người trẻ tuổi Cửu Huyền Môn, thấu hiểu thiên cơ huyền trận, đám người Trạm vô địch đi tới đất liền, chính là muốn tìm Sở Trần, tranh đoạt thiên cơ huyền trận. Hiện tại ngược lại, Sở Trần lên đảo trợ giúp Chiến Long Đảo. Cho dù là Sở Trần, một võ giả trẻ tuổi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu, Trạm Hữu lắc đầu. Sở Thiếu Hiệp là khí thức cảnh, Trạm Mục Tư trả lời. Cái gì, tất cả mọi người trong sơn động đều kinh hãi. Trạm Bổ Vãn không nói lên lời, Mục Tư ca, anh đây càng nói càng thái quá a. Trạm Mục Tư nhìn hắn một cái, không chỉ có Sở Thiếu Hiệp, còn có hai vị tiền bối cũng đến từ Cửu Huyền Môn, một vị thánh nữ đến từ Bách Hoa Cung, bọn họ đều là khí thức cảnh, hiện tại đều ở Thiên Long Trang, hai ngày sau, bọn họ sẽ phát động tiến công Thiên Ngoại Thiên. Nhiệm vụ của tôi và Trạm Văn Trạm Vũ, chính là trong vòng 2 ngày, nhanh chóng tập hợp võ giả Trạm Thị giải rác khắp Chiến Long Đảo lại, nghe theo Sở Thiếu Hiệp điều phối, đoạt lại Chiến Long Đảo. Tôi vốn là người sắp chết, toàn bộ dựa vào kim châm độ mệnh thuật của Sở Thiếu Hiệp cứu tôi một mạng. Trạm Văn nói, chúng tôi ở dưới chân núi nhìn thấy ký hiệu độc đáo của Trạm Thị, liền tìm tới, biết sơn động này, kết quả thật sự phát hiện mọi người, thời gian cấp bách, hữu hộ pháp, chúng ta phải lập tức rút lui. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Trạm Hữu cũng thật lâu không có cách nào phục hồi tinh thần lại, nhìn ba người. Hữu hộ pháp, chúng tôi vừa mới ở dưới chân núi cũng nhìn thấy đội tuần tra Thiên Long Thiên, nơi này không nên ở lại lâu, nếu như mọi người không tin chúng tôi, tự mình đến Thiên Long Trang xem một chút không phải là biết sao. Trạm Vũ nóng nảy, mau rút đi. Kỳ thật Trạm Vũ cũng hiểu mọi người trong sơn động, dù sao, nếu hắn không phải tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua. Cũng không cách nào tin tưởng, Trạm Mục Tư lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, nếu như hiện tại đứng trước mắt mọi người chính là những người khác của Trạm Thị, càng dễ khiến người ta tin tưởng. Trạm Hữu gật đầu, nhìn quanh sơn động, chuẩn bị một chút, lập tức rút lui. Hữu hộ pháp, chúng ta thật sự phải đến Thiên Long Trang. Trạm Bố Ván sợ hãi mở miệng, nơi đó có nguy hiểm hay không? Trạm Bố Văn, ngươi thật đúng là một tên hèn nhát. Trạm Mục Tư trấn thanh nói, ngươi ngược lại nói cho ta biết, hiện tại Chiến Long Đảo nơi nào an toàn. Trạm Bố Vãn muốn phản bác, nhưng không có bất kỳ lý do gì hừ thầm một tiếng. Hắn từ đầu đến cuối đều không tin lời Trạm Mục Tư. Cửu Huyền Môn, làm sao có thể còn có ba vị cường giả khí tức cảnh, hơn nữa còn mạo hiểm lên đảo cứu người Chiến Long Đảo, điều này căn bản không có khả năng. Chờ đến Thiên Long Trang, lời nói dối của hắn, tự sụp đổ. Ước chừng 10 phút sau.
mọi người thu dọn xong, mọi người để tôi cho. Trạm mục tư mở miệng, vừa rồi lúc chúng tôi lên núi lưu ý một con đường, hẳn là tương đối an toàn, tôi dẫn đường ở phía trước, Trạm Ván, Trạm Vũ, hai người đi chăm sóc các anh em bị thương một chút. Ba người lập tức hành động, Trạm Hữu nhìn bóng lưng Trạm mục tư, có chút không thể tin vào mắt mình. Tất cả những gì Trạm mục tư bày ra, phảng phất như đã thay đổi thành một ngõ y khác. Hữu hộ pháp, tôi cảm thấy mục tư ca không thể tin, ngài xem hắn hoàn toàn thay đổi, nói không chừng là bị người khống chế. Lời nói của Trạm Bố Vãn còn chưa nói xong, bên tai liền truyền đến một tiếng roi, lúc này giật mình một cái, câm miệng. Trạm Hữu liếc hắn một cái, sau đó đuổi theo bước chân của Trạm mục tư. Rời khỏi hang động, nhiệt độ đỉnh núi vào ban đêm rất thấp, gió lạnh thấu xương. Dưới thời tiết như vậy, đội tuần tra thiên ngoại thiên cũng không có khả năng lên núi tìm người, đây cũng là nguyên nhân bọn họ buông lỏng cảnh giác trong sơn động, nhưng dưới chân núi, hôm nay đã xuất hiện vài đội tuần tra thiên ngoại thiên. Rừng núi đêm đen kịt, Trạm mục tư đi trước, dẫn theo đội ngũ võ giả chiến long đảo hơn 50 người này, tiềm hành về phía Thiên Long Trang. Lộ trình đi lại của Trạm mục tư được lựa chọn cực kỳ khéo léo, bắt đầu xuống núi ỏ, nơi gần Thiên Long Trang nhất. Khi tới gần chân núi, tất cả mọi người theo bản năng nhẹ nhàng bước chân. Trong khoảng thời gian này, bọn họ gặp phải nhiều lần truy sát. Cho dù là một trận gió thổi qua, cũng có thể khiến bọn họ căng thẳng thần kinh. Nhưng lần này, không có bất ngờ hay nguy hiểm, mãi cho đến khi trời gần sáng, một đường đi tới, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Điều này khiến Trạm Hữu một lần nữa nhìn Trạm mục tư với cặp mắt khác xưa. Đổi lại là Trạm mục tư trước kia, căn bản không có năng lực này. Hắn thật sự thay đổi. Thay đổi không chỉ là thái độ, mà còn là tiềm năng bộc phát dưới tuyệt cảnh. Mặc kệ trong Thiên Long Trang có trợ thủ Cửu Huyền Môn hay không, Trạm Hữu giờ phút này cũng âm thầm quyết định, bất luận như thế nào, hắn cũng phải dốc hết toàn lực, bảo vệ vị truyền nhân chính thống của Trạm thị chiến Long đảo này. Mặt trời mọc, Trạm mục tư chậm lại bước chân, phía trước là một con đường lớn. Một đường trở về Thiên Long Trang, hắn đi đều là con đường nhỏ, nhưng đường lớn phía trước là con đường phải đi qua trở về Thiên Long Trang. Đi qua đường lớn này, 10 phút là có thể đến Thiên Long Trang. Trạm mục tư hít sâu một hơi, ánh mắt Trạm Hữu cũng nhìn xung quanh bốn phía. Còn sớm như vậy, hẳn là sẽ không trùng hợp đụng phải đội tuần tra thiên ngoại thiên đi ngang qua. Mọi người cố gắng lên, lập tức liền đến Thiên Long Trang. Trạm Hữu trầm giọng mỏ, miệng. Trạm mục tư dẫn đầu từ trong rừng xuyên ra, đi ra đường lớn, hơn nữa dọc theo một bên. Tãng nhanh bước chân. Những người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Một đường chạy như điên. Bỗng nhiên, phía trước, truyền đến tiếng đội quân tinh nhuệ. Thanh âm rung trời, khuôn mặt Trạm mục tư đột nhiên thay đổi. Đội tuần tra của thiên ngoại thiên, lại chính diện đụng phải. Trạm mục tư thầm kêu không tốt, nhưng cũng không kịp lui lại tránh né. Dù sao cũng là đội ngũ hơn 50 người, rất dễ thấy. Chuẩn bị ứng chiến, Trạm Hữu trầm giọng mở miệng. Nếu như thực lực của đội tuần tra thiên ngoại thiên này bình thường mà nói, bọn họ vẫn có thể xông qua. Lúc này, đội tuần tra 20 người này cũng phát hiện võ giả chiến Long Đảo, hơn nữa nhanh chóng lấy cung tiễn ra, hướng võ giả chiến Long Đảo, đồng thời hét lớn các ngươi là ai. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Trong lúc dứt lời, đội tuần tra này phát ra tín hiệu. Rõ ràng, họ cũng thận trọng không kém. Khuôn mặt Trạm Hữu kinh hãi, xông qua. Trạm Hữu cầm roi dài trong tay, bước nhanh xông lên. Trạm mục tư cũng nhanh chóng xông về phía trước, Trạm Bố Văn nổi giận gầm lên, Trạm mục tư, anh dẫn chúng tôi đi đường cùng. Xèo, 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 thành viên đội tuần tra này, cong cung bắn tên, mũi tên phá không bay về phía đám võ giả chiến Long Đảo. Một trận gặp phải chiến, hết sức căng thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.